Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho Min xin thay mặt ekip của kênh QK Audio gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh QK Audio. Một năm cũ đã qua đi và một năm mới lại bắt đầu. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe để chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong những bộ truyện ngôn tình mới khi được phát sóng trên kênh. Và ngày hôm nay thì Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Để khai xuân cho năm mới này thì Min sẽ đọc một bộ truyện khá là ngọt ngào nha. Bộ truyện này có nội dung như sau. Bạn thân cùng chồng sắp cưới ngoại tình, thiên hạ đồn đoán thiên kim tiểu thư Hoắc gia chắc hẳn sẽ đau khổ tột cùng, cả đời khó nguôi ngoai. Nhưng họ không bao giờ ngờ đến, Hoắc Hiểu Quyên không những không buồn mà còn tuyên bố quay lại giới nghệ thuật, công phá tất cả bảng xếp hạng khắp cả nước. Sau đó còn cả gan kết hôn với thiếu tướng trẻ tuổi nhất Giang Nam Hàn. Cô ấy sống một đời tự do tự tại, sự đẹp những kẻ ngáng đường, lại còn mạnh miệng nói với truyền thông: chồng tôi lo hết, tôi cần gì phải sợ. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 20 năm trở lại đây, thành phố Đông Từ luôn là một đất nước có sức hút rất lớn với khách nước ngoài. Không chỉ về lĩnh vực du lịch mà họ còn rất thích thú với những ngành nghề khác, đặc biệt là các nhà đầu tư. Trong mọi lĩnh vực, thành phố này luôn đặt cho mình một dấu ấn riêng biệt về một tập đoàn, công ty nào đó. Khi nhắc đến chứng khoán, bất động sản hay giới showbiz hào nhoáng, mọi người có lẽ sẽ nhắc đến rất nhiều cái tên như Mạc Gia, Quân Gia. Nhưng khi nhắc đến ông lớn trong ngành may mặc thời trang, người dân Đông Từ chỉ nhắc đến duy nhất tập đoàn Hoắc Thị do Hoắc Gia đứng đầu. Hoắc Thị do vợ chồng Hoắc Hiểu Tịnh và Lục Minh Hoa thành lập. Ban đầu họ chỉ là những người đi buôn bình thường, sau đó có cơ duyên hợp tác với một thương gia nước ngoài nên mới mở rộng ra. Nhưng Hoắc Thị chỉ thực sự tỏa sáng khi ông Hoắc truyền lại vị trí tổng giám đốc cho người con trai duy nhất của mình, Hoắc Gia Trì. Chỉ vài năm đơn giản, Hoắc Thị không chỉ chiếm sóng toàn bộ ngành may mặc của thành phố này, còn vươn lên trở thành một trong những đầu tàu cho thời trang thế giới. Sau khi kết hôn với Ngô Uyên, họ có góp với nhau một cô con gái và được đặt tên là Hoắc Hiểu Quyên. Cô bé là thế hệ thứ ba được kỳ vọng là nối tiếp con đường của gia đình mình. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Hoắc Hiểu Quyên từ bé đã bộc lộ niềm đam mê với thời trang. Cô bé luôn có nhiều ý tưởng phá cách so với cha ông của mình, cũng vô số lần đạt được những danh hiệu quốc tế khi còn rất trẻ, được giới mộ điệu trong và ngoài nước đánh giá khá cao. Nhưng một năm trở lại đây, không còn thấy Hoắc Hiểu Quyên đứng ra thiết kế những bộ sưu tập mới cho Hoắc Thị. Có tin đồn cho rằng vì kết hôn, gia đình chồng không ưng công việc quá nghệ thuật này, chỉ muốn một nàng dâu nữ công gia chính. Chính vì mối tình này quá sâu đậm, cháu gái cũng không chấp nhận mối hôn sự nào khác, nên Hoắc Hiểu Tịnh mới đồng ý. Theo nguồn tin mật, ông nội là người kiên quyết từ chối việc kết hôn của cháu gái mình, nhưng cuối cùng sau bao năm cũng gật đầu chấp thuận. Vốn tưởng những tin đồn vô căn cứ kia là giả, nhưng báo chí hôm nay lại đồng loạt đưa tin thế hệ thứ ba của Hoắc Thị kết hôn với Giang Vĩnh Khiêm, con trai cưng của Giang Đồng, tập đoàn Giang Thị. Dư luận lâu lắm mới được một phen xôn xao. Mặc dù Giang Thị rất có tiếng trong ngành bất động sản, hơn thế nữa, chủ tịch Giang còn có một hậu thuẫn rất đặc biệt làm trong quân đội. Nhưng cậu con trai của ông lại ngông cuồng phách lối, đi đến đâu đều bị ghét đến đó. Dân tình cảm thấy mối hôn sự này thực sự không đáng. Hoắc Hiểu Quyên tài năng như vậy, chẳng lẽ lấy một tên chỉ biết dựa hơi cha của mình sao? Thành phố Đông Từ hôm nay trời rất đẹp, gió nhẹ nhẹ thổi ngang, không còn những cơn mưa ồ ạt vào chiều tối, cũng không có những ánh nắng gay gắt đến mức đen da cháy thịt như mùa hè. Có lẽ vì sinh ra ngay vào mùa thu nên Hoắc Hiểu Quyên rất thích tháng 10. Lễ cưới ngày hôm nay cũng được tổ chức ngay đúng ngày sinh nhật của cô ấy. Trước sự chứng kiến của mọi người, Hoắc Hiểu Quyên mặc một chiếc váy cưới do mình tự thiết kế, từng bước tiến vào trong lễ đường. Chiếc váy trông rất đơn giản nhưng vẫn toát ra được nét sang trọng đặc trưng của tiểu thư nhà tài phiệt. Hoắc Thị tuy không ưng người con rể nhưng vẫn rất yêu chiều con cháu của mình. Cả nhà chỉ có mỗi Hiểu Quyên nên sự yêu thương còn lớn hơn nhiều.
Ông Hoắc Gia Trì rất xúc động, vốn dĩ mong rằng con bé có thể lấy chồng muộn một chút, không ngờ chỉ vừa tới 26 đã vội vã kết hôn. Khuôn mặt của Hoắc Hiểu Quyên sáng ngời, hoàn toàn không giấu được nét hạnh phúc. Ở trên khán đài, cậu ấm nhỏ Giang Vĩnh Khiêm cũng rất tươi cười, đưa tay đỡ lấy cô dâu của mình. Bọn họ quen nhau 10 năm rồi, từ lúc 16 cho đến 26, bắt đầu từ những sự từ chối gay gắt từ hai bên gia đình cho đến khi được chấp thuận. Ngày trọng đại hôm nay chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả hai, đánh dấu cột mốc mới của sự trưởng thành về sau. Dưới sự chứng kiến của hai bên họ hàng quan khách, Giang Vĩnh Khiêm nắm chặt lấy hai tay của Hiểu Quyên, cất giọng nói. Anh là Giang Vĩnh Khiêm, nhận em Hoắc Hiểu Quyên làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là... Chưa kịp cất lời, hội trường đột nhiên xôn xao, tay không ngừng chỉ về phía màn hình lớn. Loa phát thanh bắt đầu phát ra những âm thanh kinh tởm. Hoắc Hiểu Quyên nhớ rõ cảm giác đó, cảm giác mà trái tim gần như từ thiên đường rơi xuống địa ngục khi chứng kiến được video mối tình đầu 10 năm của mình ngoại tình. Nhưng ngoại tình với ai? Bạn thân từ bé của cô, Triệu Mặc Ly. Cha, cha mau kêu người ta tắt đi. Không, Tiểu Quyên, em nghe anh giải thích cô được không? Mọi chuyện không phải là như vậy. Giang Vĩnh Khiêm bắt đầu thấy chột dạ, tay chân run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi cô dâu của mình. Mà ông Giang Đồng ở bên dưới cũng chẳng kịp trở tay. Cho dù có gọi người tắt video đó đi thì cũng không tài nào tắt được. Có người đứng sau việc này hay sao? Triệu Mặc Ly hôm nay làm phù dâu cũng hoảng hốt, chạy lên trên khán đài liên tục giải thích chung với Giang Vĩnh Khiêm. Đúng là một đôi cặn bã. Mọi người bên dưới không ngừng xôn xao, cả gia đình họ Hoắc gần như điên tiết lên. Họ chỉ có một mình Hoắc Hiểu Quyên, nên việc xảy ra ngày hôm nay là không thể nào chấp nhận được. Lúc này đây, bọn họ chỉ thấy cô dâu cúi xuống, tháo đôi cao gót ra, cũng vứt bỏ veo được đội trên đầu. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, hình ảnh một thiên kim tiểu thư luôn xuất hiện trong hình ảnh thơ ngây, nhẹ nhàng. Ngay giờ phút này đang cầm lấy đôi giày cao gót của mình đánh vào tên cha nam kia. Giang Vĩnh Khiêm không kịp trở tay, liền ngã xuống, thuận thế cho tiểu thư nhỏ Hoắc đạp lên đầu mình. Gót giày quá nhọn khiến cho mặt của hắn bị chảy không ít, có chỗ còn tứa máu. Giang chủ tịch cho vệ sĩ chạy lên đỡ con trai mình, thì Hoắc Hiểu Quyên lại chuyển đối tượng khác. Triệu Mặc Ly, mày dám cướp chồng của tao sao? Chúng ta không phải là bạn thân à? Khác với hình ảnh thường ngày, Hoắc Hiểu Quyên bây giờ hệt như một con hổ hung tợn, có thể ăn thịt bất cứ ai nếu như dám động đến. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tiểu thư nhạo Hoắc túm lấy tóc của Mặc Ly, rồi liên tục tát vào mặt cô ta với lực rất mạnh. Chỉ vài cái bạt tay đầu tiên đã thấy mặt cô ta ửng đỏ lên hết. Sau đó còn không thương tiếc gì mà vùi đầu cô ta vào chiếc bánh kem lớn. Triệu Mặc Ly hoàn toàn không chống cự được, bị lôi xuống khán đài, miệng liên tục hô hào. Vĩnh Khiêm, Vĩnh Khiêm, cứu em với. Chú út, chú nghĩ cách giúp cháu nó với. Hôm nay chú có đem theo lính mà, mau ngăn con nhỏ điên kia lại đi chứ. Người mà Giang Đồng đang cầu xin chính là em họ của ông ta, cũng là thiếu tướng Giang được mọi người nhắc đến, Giang Nam Hàn. Đáp lại sự mong chờ của ông ta, người đàn ông khí chất cao ngạo này vẫn giữ một thái độ im lặng. Mẹ, vì sao video này không tắt được chứ? Ai? Ai là người phá tôi ngày hôm nay? Giang Vĩnh Khiêm sau khi được trấn tĩnh bắt đầu phách lối hơn, liên tục chỉ mặt mọi người xung quanh. Cả hội trường đều im lặng. Hắn ta bắt đầu bước đến trước mặt chú út của mình, chỉ thẳng mặt mà nói. Là chú đúng không? Chú dắp tâm hãm hại tôi đúng không? Tiểu Khiêm, con đang nói cái gì vậy? Chú út không thể nào làm như vậy được. Thấy con trai mình bất kính với người em họ quyền uy này, ông ta hận không thể nào bóp chết nó được. Không phải sao? Người điều khiển buổi tiệc này là cha tôi, nhưng vì điều có làm cách nào cũng không tắt được. Ở đây có người quyền lực hơn cha tôi là chú, chỉ có chú mới làm như vậy. Huống hồ gì chú còn để mắt đến vợ sắp cưới của cháu mình. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy của Giang Vĩnh Khiêm đã làm cho Hoắc Hiểu Quyên dừng hành động của mình lại. Ánh mắt nhìn về hướng người đàn ông kia.
Giang Nam Hàn chẳng nói chẳng rằng, rút súng ra chĩa về đầu con của anh họ, lạnh nhạt nói: "Tôi có làm hay không, tự khắc cậu biết. Ngày hôm nay cậu sai, một là quỳ xuống xin lỗi Hoắc thị và Hoắc Hiểu Quyên, hai là viên đạn này ghim vào đầu cậu, chết không nhắm mắt." "Chú Út." Giang Vĩ Khiêm nhìn thấy súng liền rụt rè, muốn cứng rắn lên thì lại thấy Giang Nam Hàn lên đạn, hai chân không nhịn được khịu xuống, lập tức bỏ lại chỗ gia đình Hoắc thị xin lỗi, hai tay chắp vào nhau van xin, cũng xin Hiểu Quyên tha cho Triệu Mặc Ly một mạng. Hoắc Hiểu Quyên im lặng như tờ, cầm lấy con dao trên bàn, vốn dĩ muốn dùng lực đâm xuống, nhưng lại nghe thấy lời của Mặc Ly nói: "Trước mặt thiếu tướng, mày cũng dám làm sao? Mày coi thường chú ấy." Đối diện với câu hỏi này, Hoắc Hiểu Quyên liền bỏ dao xuống, thả Triệu Mặc Ly ra, rồi tự mình đi đến trước mặt của Giang Nam Hàn, giọng nói chắc nịch: "Chú, nghe đồn chú để mắt đến cháu sao? Hôm nay Giang thị làm cháu êm mặt như vậy, lấy gì để bồi thường đây?" "Em muốn thứ gì, tôi cho em thứ đó." Chỉ một câu nói như vậy thôi đều khiến tất cả mọi người có mặt ở đó chấn động. Ngay cả Hoắc gia cũng như vậy. Họ đương nhiên biết rõ người đàn ông trước mặt này, còn biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên thực sự quá manh động rồi, cả gan dám động đến thiếu tướng tài năng nhất của thành phố Đông Từ. Chẳng may người đàn ông đó nổi giận, có 10 tập đoàn Hoắc thị có đứng ra che chở cũng không ngăn cản nổi, đừng nói tới một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy. "Tiểu Quyên, em quá manh động rồi. Xem như anh xin em, đừng rời xa anh." Giang Vĩnh Khiêm quỳ lại ở dưới đất van xin tha thứ, nhưng tính tình ngang ngược của Hoắc Hiểu Quyên thì điều đó không bao giờ xảy ra. Mọi người đều nóng lòng xem sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào. Chỉ thấy cô ấy dần tiến lại gần với người đàn ông kia. Khi mà mặt đối mặt với nhau, Hiểu Quyên đã đưa ra một yêu cầu rất lớn. Cũng không biết rằng sau này khi cô bình tâm nghĩ lại thì có hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình không. "Cháu muốn kết hôn với chú, đường hoàng làm thiếu phu nhân của thiếu tướng Giang Nam Hàn, có được không ạ?" Đối diện với người đàn ông trước mắt, Hoắc Hiểu Quyên hoàn toàn không hề rụt rè, ngược lại còn mong chờ câu trả lời của đối phương. Giang Nam Hàn thường xuyên đi công tác ở nơi xa, hiếm có dịp quay về. Lần này lại quay về vì dự đám cưới của cháu mình, lại vô tình giúp được một cô vợ nhỏ hay sao? Lúc này, Giang Vĩnh Khiêm kích động đứng lên kéo tay cô ấy muốn hòa giải, nhưng không còn cơ hội nữa. Giang Vĩnh Khiêm có yêu Hoắc Hiểu Quyên không? Đương nhiên là có. Nhưng đối diện với sự cám dỗ về thể xác và lợi ích mà Triệu Mặc Ly đem đến, hắn ta hoàn toàn không còn một chút ý chí nào. Cũng không ngờ rằng vợ sắp cưới vốn dĩ hiền lành ngoan ngoãn, nay lại dám phản kháng, náo động hai bên gia đình như vậy. Hoắc Hiểu Quyên bị kéo với lực mạnh nên mặt có chút nhăn nhó. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Giang Vĩnh Khiêm. Không ai ngờ rằng Giang Nam Hàn lại dám bắn vào chân của cháu trai mình, chỉ vì một cô gái nông nổi như Hiểu Quyên sao? Ông Giang Đồng nhận ra tình thế đã khó xử, liền lên tiếng phân trần. "Chú Út, chú bị điên rồi sao? Tôi chỉ có một mình nó là con trai, chú định phế nó thì mới vừa lòng có đúng không?" Mặc dù can đảm được nhiêu đó, nhưng ông ta vẫn rất sợ. Giang thị có thể lớn mạnh như vậy là do ông ta dùng uy quyền khi có em họ là thiếu tướng. Nếu xảy ra bất trắc gì thì Giang Nam Hàn làm gì để yên cho Giang thị? Bọn họ cũng chỉ là anh em họ. Sau khi bắn một phát đạn vào cháu mình, Giang Nam Hàn nhận khăn tay từ thuộc hạ, nhẹ nhàng lau sơ qua bàn tay của mình, điềm đạm cất giọng nói: "Anh Đồng, anh có một mình nó là con, Hoắc gia cũng chỉ có một mình Hiểu Quyên. Một viên đạn vào chân còn đỡ hơn là vào đầu có đúng không? Nhắc cha con anh một chút, sau này có gặp cô ấy, nhớ gọi hai tiếng mở út." Hoắc Hiểu Quyên sau khi nghe câu trả lời thỏa đáng liền xoay lưng đi về phía Triệu Mặc Ly, nhanh chóng cầm lấy tay phải của cô ta đặt lên bàn, không nhân nhượng cầm dao đâm xuống, rồi cũng là một tiếng hét chói tai y hệt như khi nãy. Hai người tình yêu thắm thiết như vậy thì một người bị chân, một người bị tay, chẳng phải rất đều sao? Triệu Mặc Ly nhìn thấy tay mình đẫm máu, không nhịn được mà đau đớn, liền lớn tiếng chửi: "Mẹ, mày đúng là con cọc. Mày cứ hất mắt lên trời mà xem, sau này có ai dung túng cho mày? Thiếu phu nhân sao? Kể cả có như vậy,
thì với nhân cách thối tha đó thì mọi người cũng chán ghét mày. Triệu Mặc Ly, cho dù bây giờ vợ tôi có giết chết cô tại đây, tôi cũng sẽ dung túng cho cô ấy. Cô có muốn thử sức không? Vốn dĩ Giang Nam Hàn muốn để cho Hoắc Hiểu Quyên tự giải quyết, nhưng lại không nhịn được nói vài câu. Đương nhiên rồi, phải bảo vệ vợ của mình chứ. Sau đó Giang Nam Hàn thuận thế ôm eo Hoắc Hiểu Quyên rời khỏi đây. Trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ nói với quan khách, chuyện hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài. Vậy là Hoắc Hiểu Quyên đơn giản, nhẹ nhàng, thong thả lên vị trí thiếu phu nhân sao? Có chết mọi người cũng không nghĩ đến. Hoắc thị cũng liền bài trừ việc kết hôn thông gia với Giang Đồng, chặn tất cả nguồn cung cấp đối với Triệu thị. Giang Đồng tức muốn nổ tung, đúng là thằng con trời đánh. Triệu thị làm sao so bì được với Hoắc thị chứ? Sau khi sinh Giang Vĩnh Khiêm ra không bao lâu thì vợ ông ta qua đời. Chỉ có một mình ông ta nuôi nấng thằng con trai này. Bao nhiêu năm vậy cứ nghĩ là trả hiếu cho cha được rồi, không ngờ lại khiến cho ông mất đi một đối tác lớn, còn vô tình liên kết quân đội với Hoắc thị nữa chứ. Mày đúng là điên rồi. Hai đứa chúng mày thích như vậy lắm có phải không? Hoắc thị đã lớn mạnh bành trướng như vậy, sau này có sự hậu thuẫn của Giang Nam Hàn nữa thì sẽ thành như thế nào chứ? Nghiệp chướng. Đợi đến lúc nhà Hoắc dọn xong tàn cuộc thì Hoắc Hiểu Quyên đã được thiếu tướng đưa đi mất rồi. Cũng chẳng rõ là đi đâu, vì từ trước đến nay hễ chuyện gì liên quan đến quân đội hoặc một cá nhân nào đó có chức trách lớn cũng sẽ bị giấu kín. Huống hồ gì đây là đại thiếu tướng. Hai vợ chồng Hoắc Gia Trì và Ngô Uyên không ngừng sốt ruột lo cho con gái. Ngồi trong xe quay về nhà mà lòng cứ nóng như lửa đốt. Chà, không lẽ cô để cho Giang Nam Hàn đưa con bé đi như vậy sao? Còn về phần Giang Vịnh Khiêm, thằng cẩu chết tiệt, chuyện này mà đồn đoán ra bên ngoài, Tiểu Quyên của chúng ta sau này không dễ dàng gì. Nếu không có người ra tay phát tán video đó thì chắc chắn sau này Tiểu Quyên của anh cũng chẳng thể nào yên ổn được. Bọn chúng còn dám nói sẽ lật đổ Hoắc thị kia kìa. Thằng nhóc họ Giang đó đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được rồi. Bà Ngô Uyên, mẹ của Hoắc Hiểu Quyên não nề nói, chắc là trời cao có mắt, nếu không tương lai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cha, con chắc chắn sẽ cắt đứt tất cả những gì liên quan đến nhà họ Giang kia. Còn về phần thiếu tướng Giang, dù gì cũng chỉ là họ hàng xa, điểm này thì con không chắc. Bề ngoài Giang Đồng gọi Giang Nam Hàn một tiếng chú út, hai tiếng cũng vậy, làm cho mọi người đều nghĩ bọn họ là ruột thịt. Nhưng hóa ra chỉ là họ hàng. Còn thực hư bên trong như thế nào thì chúng ta ở bên ngoài đều không biết được. Hai đứa đừng lo. Thiếu tướng Giang xưa nay nói một là một, hai là hai, không ai dám làm trái. Chuyện này chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài. Trái với sự lo lắng của con trai và con dâu, ông Hoắc Hiểu Tịnh lại rất bình tâm, khuôn mặt lại còn đầy nét tự hào. Xưa nay ta vốn tưởng con bé trầm lắng, nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Hôm nay lần đầu tiên thấy được con bé gan dạ như vậy, đúng là hệt như lão bà của nó. Chỉ tiếc là bà ấy không thấy được. Không gian trong xe đột nhiên trầm lắng xuống. Lão bà mà ông Hoắc nhắc đến chính là vợ của mình, bà Lục Minh Hoa. Khi mà Hoắc Hiểu Quyên được 6 tuổi, bà nội đã qua đời. Chẳng biết con bé có còn chút ký ức nào không. Thời còn trẻ, ông Hoắc lấy vợ chỉ với vài đồng bạc lẻ, gia cảnh hoàn toàn không được như bây giờ. Bà Lục chính là người đứng sau động viên chồng mình đi theo con đường phải vóc thiêu thùa, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hai người cứ như vậy nương tựa nhau. Bà Lục hồi trẻ rất đẹp, cũng có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi, nhưng bà ấy chỉ chịu một mình ông Hoắc. Hỏi lý do thì bà bảo do ông chăm chỉ chịu khó, không như những công tử khác thời xưa. Còn lý do vì sao ông lại theo đuổi bà, đó là vì tính cách bà quật cường, mạnh mẽ. Chỉ khi có một người vợ như thế ở phía sau, ông Hoắc mới dám đứng ra làm ăn lớn với các thương gia nước ngoài thời bấy giờ. Hiện tại Hoắc Hiểu Quyên 26, tính cách bộc lộ ngày càng giống bà nội khi xưa, khiến cho ông Hoắc không khỏi hoài niệm về quá khứ. Gia đình ba người cứ im lặng như vậy mà về đến Viên Viên. Biệt thự được xây dựng độc lập trên một mảnh đất rộng lớn của Hoắc thị. Ở phía trước cổng đã thấy rất nhiều xe quân đội chờ sẵn, dường như là chờ bọn họ về. Xe quân đội này có biển số 27 ở đuôi, đặc trưng cho xe của thiếu tướng nhỏ Giang. Cả cái thành phố Đông Từ này chỉ có Giang Nam Hàn được hưởng ưu ái đặc biệt như vậy.
Hai vợ chồng vừa đưa ông Hoắc xuống đã thấy có người đi đến, vẻ mặt trông rất quen, hình như là cậu thiếu niên lúc buổi tiệc luôn đi cận kề với thiếu tướng Giang. Chào chú Hoắc, chủ tịch và phu nhân. Tôi phụng lệnh thiếu tướng đến dọn đồ của thiếu phu nhân đem về nơi ở. Thiếu tướng nói chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian để đến gặp mọi người. Người vừa nói là Tôn Chi Hùng, cánh tay đắc lực của Giang Nam Hàn, hiện tại có cấp bậc là thượng úy. Ban đầu ông Hoắc có chút ngẩn ra vì không ngờ thiếu tướng lại thực sự trở thành cháu rể của mình. Nhưng dù sao người cũng đã lấy đồ đạc cũng nên đi theo. Vậy được, cậu đợi một chút, để lão già này cho người sắp xếp. Ông Hoắc nói. Khoan đã, nói với thiếu tướng nhà cậu, nếu con bé nhà tôi không phải phép gì, đừng có mạnh tay quá. Ngừng một chút, ông Hoắc mới đưa ra lời dặn dò như vậy. Ông đang suy nghĩ rằng có khi nào xuất thân trong quân đội như vậy, cháu gái của ông phải chịu hình phạt giống như các chú sao? Nào là chạy bộ trăm vòng hay nâng tạ. Có nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Mọi người yên tâm, thật ra thiếu tướng Giang rất quan tâm đến thiếu phu nhân. Tôn Chi Hồng vừa nói xong thì liền khiến cho mọi người ngạc nhiên. Chưa kết hôn thì quan tâm kiểu gì chứ, lại còn rất quan tâm. Hay là như lời của Giang Vĩnh Khiêm nói, chú út của nó thực sự để mắt đến Hiểu Quyên nhà mình sao? Trời càng về tối lại càng lạnh hơn. Hoắc Hiểu Quyên ngồi trong xe không ngừng run cầm cập, nhưng một câu cũng không dám nói ra, cứ như vậy mà ngồi khóc không ngừng. Từ chiều đến giờ khi rời khỏi buổi lễ kết hôn đó, Giang Nam Hàn biết rõ cô gái nhỏ này đau lòng đến nhường nào, nên cứ ngồi trên xe rồi nhấn ga chạy khắp thành phố. Khi nãy quyết định đổi xe với Tôn Chi Hùng quả là sáng suốt. Nếu không cứ chạy như thế này, chẳng may lại lên hot seat. Thiếu tướng Giang dùng xe riêng chạy khắp thành phố nhiều tiếng liên tục thì còn chết dở hơn. Hoắc Hiểu Quyên tuyệt đối không mở miệng. Giang Nam Hàn cũng giống y hệt, làm như hai cục nước đá kế bên nhau vậy. Cuối cùng điều khiến cho cô gái nhỏ giật mình là chẳng biết từ khi nào chiếc xe đã chạy về đến nơi ở của người đàn ông bên cạnh. Một ngôi biệt thự nằm ngoài phía rừng thông rộng lớn, dù vậy nhưng vẫn rất to lớn và sang trọng, công nhận là một nơi rất biệt lập so với thành phố xô bồ ngoài kia. Chú nhìn thấy Giang Nam Hàn muốn bước xuống, Hoắc Hiểu Quyên với khuôn mặt tèm nhem do lớp trang điểm bị trôi ngước lên nhìn người đàn ông này, lại còn cảm giác thấy sợ hãi hơn. Vốn dĩ đang nín rồi lại thấy sợ nên lại khóc tiếp. Giang Nam Hàn trong phút chốc cứng người, không còn cách nào khác, đóng cửa lại rồi vòng qua phía bên kia, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, bế cả người Hoắc Hiểu Quyên lên. Cô gái nhỏ cứ thế nằm trong một vòng tay to lớn, không nhịn được ngại ngùng cúi gầm mặt núp vào ngực của thiếu tướng Giang. Im lặng. Muốn mọi người nhìn thấy lại nghĩ tôi bắt nạt em. Tôi cũng chẳng đáng sợ đến mức đó. Khí thế bức người hồi chiều của em đâu rồi? Chỉ vài ba câu đơn giản thôi đã khiến cho nước mắt của Hoắc Hiểu Quyên thôi ngừng chảy xuống. Chú ấy nói đúng, cha nam tiện nữ ở với nhau thì làm sao mà mình phải tiếc chứ. Rõ ràng bản thân mình có mọi thứ hơn cặp đôi hèn hạ kia, vì sao lại phải đau lòng. Thiếu tướng, mừng ngài trở về. Người làm ở nhà cũng mơ hồ nghe được Tôn Chi Hùng thông báo bọn họ sẽ có thiếu phu nhân để chăm sóc rồi, mong là ngôi nhà sẽ trở nên ấm áp hơn. Hai tháng nay thiếu tướng đi công tác không về, nay về lại có vợ, bọn họ cảm giác như cuộc đời đã nở hoa vậy. Hoắc Hiểu Quyên nhìn nén thấy nhiều người lại còn ngại ngùng hơn, càng ngày càng rúc sâu vào người của Giang Nam Hàn. Cứ mặc kệ anh ấy bế cô gái nhỏ đưa lên tận phòng. Nhưng chỉ vừa lên tới nơi, người đàn ông đó không tiếc thương gì, quăng Hiểu Quyên lên giường như một cái bao tải nhỏ, sau đó kéo ghế ngồi xuống mặt đối mặt với nhau. Khóc đủ chưa? Mặt mũi không còn xinh đẹp nữa rồi. Chẳng trách thằng nhóc đó đi kiếm con nhỏ kia. Hoắc Hiểu Quyên nghe xong hận không thể lấy củi trỏ đập vào mặt người đàn ông này. Dỗ dành người ta nín xong lại dập thêm một câu như vậy sao? Nhìn thấy cô gái nhỏ tức giận, anh cũng chẳng buồn chọc nữa, chỉ đứng dậy dịu dàng lấy giấy lau khô nước mắt cho cô. Tôi đẹp trai, và lại tướng tá cũng không tệ, học thức chắc chắn là cao hơn thằng nhóc kia nhiều. Vậy nên em lấy tôi không sợ bị lộ. Nhưng mà người hắn ta ngoại tình là bạn thân của cháu. Hoắc Hiểu Quyên sụt sùi nói.
Chính cô cũng bất ngờ khi thấy người này nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng nói ra câu nói là muốn đập câu đó rồi. Thì sao? Hoắc Hiểu Quyên, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng em được khóc về chuyện này, vì thằng nhóc con đó. Nói đến đây, Giang Nam Hàn dùng tay nâng cằm lên rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt, khẳng định. Về sau em chính là vợ của Giang Nam Hàn, là phu nhân của thiếu tướng Giang được cả thành phố ngưỡng mộ. Nhưng mà lời chưa kịp nói ra, Hoắc Hiểu Quyên đã bị nụ hôn của Giang Nam Hàn chặn lại, dịu dàng nhưng cũng rất lôi cuốn. Lưỡi của anh càn quét bên trong miệng của cô, khiến cho đầu óc của cô dần trở nên mê mẩn. Sợ rằng bản thân không kiềm chế được, Giang Nam Hàn đã tự động rút lui. Không có nhưng, em nói cái gì tôi cũng chấp thuận, trừ việc rời khỏi tôi. Nếu như em bỏ tôi, ai sẽ dám lấy tôi nữa chứ? Còn bây giờ thì đi tắm đi. Hóa ra là Giang Nam Hàn sợ rằng Hoắc Hiểu Quyên không quên được tình cũ nên bỏ trốn mới chặn trước. Cô còn chưa nghĩ đến viễn cảnh đó nữa. Ông chú này làm sợ thật đấy. Cháu không có đồ. Đồ ở bên kia, tất cả đều từ Viên Viên đem qua đây. Chú nhanh như vậy sao? Rước vợ về dinh lại còn không nhanh được à? Muộn rồi, tắm nhanh đi còn đi ngủ. Bao năm qua cứ nghĩ rằng thiếu tướng Giang Nam Hàn lừng lẫy, mọi người hay nhắc đến là người hẹp hòi, ít nói lại còn thâm độc, nghĩ thôi cũng đã sợ. Hoắc Hiểu Quyên hôm nay mới được nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Ít nói nhưng nói câu nào cũng khiến cho người khác tức chết đi được. Không biết tương lai sau này của bản thân như thế nào nữa, càng nghĩ lại càng giàu. Khi nãy về đến đây trời cũng đã khuya, nên Hoắc Hiểu Quyên cũng không dám tắm lâu, chỉ vệ sinh một chút đã ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy thiếu tướng Giang đã nằm trên giường từ bao giờ, mắt nhắm nghiền gần như đang ngủ rất sâu, làm cho cô một tí cũng không dám động đậy. Lỡ đâu chọc phải ông chú này có phải là liền bị súng bắn vài phát rồi không? Hoắc Hiểu Quyên vừa nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Những cơn buồn ngủ càng ngày càng dâng trào, khiến cho cô không chịu được nữa, rón rén đi lại giường cầm gối đi đến sofa ngủ. Vừa cầm gối lên lại nhìn thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn chăm chăm, khiến cho cô giật bắn người, lắp bắp nói: "Chú, không phải là chú ngủ rồi sao? Đừng có dọa cháu như vậy." "Em có phạm tội không?" Giang Nam Hàn xoay người, khuỷu tay tựa vào gối rồi lấy tay chống đầu, bá đạo hỏi. "Cháu không có." Hoắc Hiểu Quyên dù khó hiểu nhưng vẫn phân bua. "Vậy tại sao không nằm với tôi? Sợ à?" "Tôi có ăn thịt em một miếng nào đâu. Dù gì ngày mai cũng đi lĩnh chứng rồi." Lần đầu tiên Hoắc Hiểu Quyên nhìn thấy chú ấy cười, cảm giác rất phóng khoáng, cười lên một cái liền giống như nhìn thấy mặt trời, cũng không đến nỗi bức người như bình thường người ngoài hay thấy. Hoắc Hiểu Quyên cũng thuộc dạng nghe lời, ở cùng với ông bà cha mẹ chăm ngoan ra sao thì đối với chú út cũng như vậy, nhẹ nhàng vén chăn rồi yên vị trên giường, sau đó tự mình sắp xếp chỗ ngủ, chú bên trái thì mình bên phải. Cả hai ngăn cách nhau bằng chiếc gối ôm, từ đầu đến cuối ánh mắt của Giang Nam Hàn vẫn chưa hề thay đổi, một mực nhìn vào vợ sắp cưới của mình. "Chú nói cái gì ạ? Ngày mai liền đi lĩnh chứng sao?" Vốn định nằm xuống ngủ, nghĩ lại liền thấy câu nói của ông chú này có chút lạ. Giang Nam Hàn nghe vậy thì gật đầu, vẫn tỏ ra rất bình thản mà nói: "Một lời đã định, em đừng có giả mồm với tôi. Một là em lấy tôi, hai là tôi lấy em." "Khoan đã, cái này có được gọi là ép hôn không? Giang Nam Hàn nói đúng, cô đúng là giả mồm, chỉ nói được chứ không dám làm. Đến giờ phút này có chút hối hận. Cũng không biết chú ấy cho người nói điều gì với gia đình của cô mà bọn họ lại nhanh chóng gả cô đi như vậy chứ." Lúc này toàn bộ không gian xung quanh đều bao trùm bởi sự im lặng. Giang Nam Hàn cũng xoay người qua kia, nên Hoắc Hiểu Quyên cũng không còn phòng bị gì nữa, thoải mái nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được 5 phút cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Gối ôm đâu? Chú kia ung dung tự tại vòng tay qua người, kéo sát cô vào lòng, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Dù gì Hoắc Hiểu Quyên vẫn là con gái nhà lành nên rất sợ, cố ý muốn xê dịch ra phía ngoài một chút nên bị một lực khác kéo lại. Chất giọng trầm ấm vang lên: "Ngoan cho tôi ngủ một chút, hay hôm nay công việc khá nhiều." Đến cuối cùng
Hoắc Hiểu Quyên vẫn bị đánh bại trước những lời nói mật ngọt của thiếu tướng Giang. Lúc bản thân và Giang Vĩnh Khiêm còn mặn nồng, không ít lần anh ta nhắc đến người chú làm trong quân đội này, giọng điệu cực kỳ tự hào, hãnh diện. Thành phố Đông Từ ai cũng đều biết, trong tưởng tượng của mọi người, thiếu tướng Giang bản lĩnh không thiếu, tính tình khó nhằn, cả năm không cười lấy một cái, một câu nói ra không quá 10 từ, không hề lưu tình với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay, Hoắc Hiểu Quyên đều được tận hưởng hết mọi thứ, có vẻ không giống lắm như lời mọi người nói. Cho dù nói gì đi nữa, hôm nay cô cả gan giành lấy chức vị thiếu phu nhân này cũng đã gây ra không ít phiền toái cho chú ấy. Vậy mà chú ấy cũng dễ dàng đồng ý. Hoắc Hiểu Quyên càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Có khi nào Hoắc thị thiếu nợ, làm ăn không tốt nên thừa thế gả cô đi? Cũng không thể, ông và cha mẹ đều yêu thương cô như vậy. Hay là chú ấy đang có âm mưu gì đó, muốn lấy mình ra để làm bức bình phong chăng? Không thể nào. Có khi nào Giang Nam Hàn này là người giả mạo không? Làm gì mà khác xa trí tưởng tượng của cô như vậy chứ? Thôi đi, Hoắc Hiểu Quyên tự thôi miên bản thân rằng mọi thứ đều ổn, ngày mai tính tiếp, không cần nghĩ nhiều. Nếu thuận thế thành thiếu phu nhân thật, cô sẽ tặng cho Giang Vĩnh Khiêm cùng cô bạn thân yêu dấu của mình thật nhiều món quà. Quà kết hôn rồi tân hôn, cho đến khi sinh con đẻ cháu, vừa nghĩ thôi đã thấy kích động. Ngày đẹp giờ đẹp, Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên cuối cùng cũng lĩnh chứng rồi. Vốn định thử cảm giác chờ đợi kết hôn của mọi người, nên Giang Nam Hàn cố tình ăn vặt đơn giản, chỉ có quần âu và sơ mi trắng. Nhưng với chiều cao nổi bật, khuôn mặt góc cạnh thu hút, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Vô tình lại gặp quản lý bộ phận tại đó, họ nhanh chóng nhận ra thiếu tướng Giang, vội vàng mời vào phòng riêng. Với thân phận quân đội đặc biệt, cả hai nhận được sự ưu tiên nhất có thể. Cuối cùng chưa đầy một tiếng đã có thể chính thức trở thành vợ chồng. Giang Nam Hàn cầm trên tay hai cuốn sổ nhỏ đưa về phía ánh mặt trời, nét mặt không giấu được nét hạnh phúc. Ánh mắt sáng ngời, giọng điệu cũng rất tự hào, giống như vừa lập được một chiến công lớn. Giang thiếu phu nhân, chúc mừng em lấy được tôi. Chú thực sự vui mừng như vậy sao? Hoắc Hiểu Quyên nghe xong không thể không đen mặt, nhưng lại vô tình nhìn thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt chú ấy, đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Trước đây cô cùng với Giang Vĩnh Khiêm yêu đương đã lâu, nhưng rất hiếm khi thấy được nét mặt hạnh phúc của hắn. Có thể nói là yêu nhau đơn giản bình dị sống qua ngày. Nhưng đối với Giang Nam Hàn, danh tiếng của thiếu tướng cả năm còn không cười lấy một cái, vậy mà từ hôm qua đến giờ chú ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với mình. Em không vui? Không sao, tôi vui là được. Đi thôi, mua một chút quà vặt cho em. Giang Nam Hàn dịu dàng từng chút với vợ nhỏ trước mặt, biểu cảm ôn nhu đến lạ thường. Sau đó cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Dù là ngày trong tuần nhưng vẫn rất đông đúc. Vì tránh để người khác va vào Hoắc Hiểu Quyên nên Giang Nam Hàn luôn đi sát một bên, tay vẫn giữ chặt vòng eo của cô vợ nhỏ. Anh cùng cô đi đến trước một trong những cửa hàng chuyên về kim cương lớn nhất Đông Từ. Mỗi sản phẩm của bọn họ luôn là độc nhất vô nhị, chỉ nhận làm riêng cho giới siêu giàu. Chú, đây là quà vặt dành cho cháu. Hoắc Hiểu Quyên nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Vốn dĩ cứ nghĩ quà vặt của Giang Nam Hàn là đồ ăn vặt, cùng lắm là quần áo. Nhưng hiện tại món đồ trước mặt cũng có giá ngang ngửa một ngôi nhà tầm trung ở thành phố này rồi. Không kịp chuẩn bị hôn lễ nên đành mua một chút quà mọn cho em. Vợ nhỏ, tân hôn vui vẻ nhé. Giang Nam Hàn nhỏ giọng nói, hơi vụng về cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay áp út cho Hoắc Hiểu Quyên, sau đó lại tự mình trầm trồ. Vợ, em đúng là đẹp thật, mọi thứ đều hợp với em. Chú nói thật sao? Nghe thấy Hoắc Hiểu Quyên chọc kẹo mình, hai tay Giang Nam Hàn đỏ lên, quay người đi về phía thu ngân thanh toán. Cuối cùng cô cũng biết chú lại có sở thích lẩm bẩm một mình như vậy, trông rất giống một đứa trẻ nhỏ. Chiếc nhẫn này cũng vừa vặn phù hợp với cháu thật đấy. Cảm ơn chú Út. Hoắc Hiểu Quyên tinh nghịch nói. Chú Út. Tiểu Quyên, em không phải là cháu dâu của tôi, em là phu nhân của Giang Nam Hàn. Tiểu Hàn, cảm ơn chồng nhé. Cả hai vui vẻ cười đùa cùng nhau.
Cô nhìn thấy khóe miệng của anh nhích lên, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Cho dù yêu Giang Vĩnh Khiêm lâu như vậy, anh ta cũng chưa từng khiến Hoắc Hiểu Quyên dao động bằng chú út của anh ta. Thật ra người này có vẻ đáng tin cậy hơn. Mọi việc đã xong, cả hai vốn định rời khỏi trung tâm thương mại, nhưng lại thấy mọi người xung quanh chạy toán loạn. Ông chú mập mạp vừa chạy vừa nhìn về phía sau, vô tình lại chạm trúng vào người của Hoắc Hiểu Quyên, miệng không ngừng nói: xin lỗi nhá, chạy mau đi, phía sau có người đặt bom đấy. Nghe như vậy, Giang Nam Hàn mặt đầy sát khí, không ngờ trong thành phố lại có kẻ dám chống phá quân đội. Anh nhanh chóng kéo Hiểu Quyên ngồi vào xe chuyên dụng của mình, nghiêm túc dặn dò: vợ nhỏ, ở yên trong đây đợi tôi về. Còn quá 30 phút chưa thấy tôi quay lại, tự mình lái xe về nhà. Giang Nam Hàn nói xong còn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của Hiểu Quyên, như là một lời khẳng định chắc nịch với cô. Đối với anh, cô quan trọng như vậy sao? Sau đó không cho cô nói một lời nào, anh đã xoay người chạy đi. Chú nhớ quay về đấy, cháu không muốn được mệnh danh là sao chổi đâu. Phía sau trung tâm thương mại tầm 30 mét nằm về phía bắc, mọi người vây quanh rất nhiều nhìn về tên cướp đeo mặt nạ đứng trên rào chắn của cầu vượt. Bên dưới là dòng sông lớn đang chảy xiết. Hắn ta cả người toàn thân mặc đồ đen, che chắn mặt rất kỹ, cơ hồ vẫn chưa nhận ra được thuộc tổ chức nào hay chỉ là một tên cướp bình thường. Lúc Giang Nam Hàm kịp thời chạy đến, hắn đã khống chế một cô gái và uy hiếp về phía cảnh sát. Anh cũng đã liên hệ với Tôn Tri Hùng, cậu ta cũng được nghỉ phép hôm nay nên dạo vòng quanh thành phố cùng bạn bè, đến đây khoảng chừng 10 phút. Thả người ra đầu hàng đi, chúng tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Một vị cảnh sát cầm súng nhắm vào người tên kia, giọng điệu vẫn hơi khẽ. Chỉ sợ rằng tên kia nếu như kích động sẽ làm bậy, nguy hại đến người vô tội. Hắn và cô gái kia có một mạng, bên đây cũng chỉ có vài ba người cảnh sát, hoàn toàn không áp chế được hắn ta. Đầu hàng, tụi bay giỡn mặt với tao sao? Thả súng xuống, để tao và cô gái này rời đi. Hắn ta càng nói càng ngông cuồng. Khi nãy người dân chỉ nói hắn có dao, nhưng không ngờ lại có súng. Hơn thế nữa, trước lồng ngực của hắn còn có một quả bom đếm ngược. Mặc dù thời gian vẫn còn nhiều, nhưng chỉ cần hắn bấm nút, nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất cao. Giang Nam Hàn vốn định tiến lại gần, nhưng lại bị một vị cảnh sát khác ngăn lại. Này cậu trai trẻ, đừng đùa với tử thần, chúng tôi là cảnh sát còn chưa dám. Thiếu tướng Giang, là tôi thất lễ. Vị cảnh sát kia câu trước còn chưa nói xong đã bị chặn lại bởi tấm thẻ đỏ trước mặt. Nếu thẻ đỏ có 3 số 7 thực sự là người thuộc quân đội, còn người có 3 số 9 chỉ có thể là chức tướng trở lên. Huống hồ gì trên tấm thẻ này còn khắc rõ 3 chữ Giang Nam Hàn. Giang Nam Hàn tự do đi gần về phía tên che mặt kia, dáng vẻ không hề sợ hãi làm cho hắn có chút sợ hãi. Đầu súng càng đè mạnh vào cổ của cô gái hơn. Đứng lại, chỉ cần mày tiến thêm 10 bước, tao liền cho con nhỏ này xuống âm phủ. Nếu tôi tiến hơn 10 bước, tôi giết chết anh có được không? Khí thế của Giang Nam Hàn hoàn toàn đang áp bức tên kia, nhưng mấy vị cảnh sát lại cứ tưởng anh đang làm càn. Rõ ràng ai cũng biết thiếu tướng Giang luôn hành động dứt khoát, không bao giờ có chuyện chần chừ như vậy, khiến cho bọn họ có chút e ngại. Người này có thật là thiếu tướng không? Mẹ! Lời nói của Giang Nam Hàn đả động đến hắn ta, khiến hắn ta chùn bước. Trước đó anh đứng bên dưới cũng quan sát được đôi chút. Tên này vẫn còn trẻ, lá gan chắc chắn không lớn, nhưng hắn có súng và bom. Quả bom mà hắn đeo trước lồng ngực, anh thừa biết nó có sức công phá như thế nào. Chỉ sợ bản thân mình hành động lỗ mãng sẽ làm chết cả hai người họ, không có thu thập gì cho việc điều tra. Hơn thế, hắn liên tục liếc mắt về phía sau, hình như là đang chờ đợi cái gì đó. Nhưng phía dưới là sông, chắc chắn là đợi người đến để ứng cứu. Nhân lúc hắn không để ý, Giang Nam Hàn trước thời cơ lao đến đá mạnh vào chân và tay của hắn, thành công để cô gái kia thoát ra. Tên kia vốn định chĩa súng bắn theo họ, nhưng Giang Nam Hàn đã nhanh hơn một bước. Anh đã văng cây súng hắn cầm, thuận lợi lấy được. Nhưng chỉ có một mình hành động khiến cho anh không quan sát được. Ở bên dưới sông đã có một chiếc cano chạy đến. Hắn ta cũng không chần chừ nhảy xuống phía dưới, dù khoảng cách rất chênh lệch nhưng vẫn thoát được.
Tên đồng bọn cũng thuận thế mà di chuyển chiếc cano với tốc độ hết mức có thể. Tôn Chi Hùng vừa đến đã chuyển hướng xuống đuổi bắt bằng được hai tên đó. Hết cách, tên còn lại tháo quả bom trên lồng ngực xuống, trực tiếp ném về phía dưới gần cây cầu rồi bấm nút. Tuy không ảnh hưởng đến mọi người và tài nguyên xung quanh, nhưng hai tên đó lợi dụng sức nổ của bom làm cho nước tung tóe đã trốn thoát kịp thời. Giang Nam Hàn bất giác nhìn theo, dòng sông này chảy dọc theo cửa bắc ra đến biển lớn, dựa theo dòng nước mà cano để lại. Hai tên đó đi ra biển làm gì? Cano cũng sẽ hết xăng, nơi duy nhất gần với Đông Tử nhất chính là thành phố bên kia. Tạm thời mọi chuyện lắng xuống, Giang Nam Hàn cũng bàn giao lại công việc cho những vị cảnh sát kia cùng Tôn Chi Hùng giải quyết, sau đó lấy lời khai của cô gái khi nãy bị khống chế. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là vì sao tên kia nhất quyết nói rằng để bản thân hắn ta và cô gái này rời khỏi. Rốt cuộc cô gái này có mối quan hệ gì với tên kia? Đây chắc chắn không phải là một vụ cướp. Việc buôn bán đồ cấm ở Đông Từ là không thể nào. Quân đội rà soát rất chặt chẽ, nhưng tên đó lại có bom. Về điểm này thì cần phải điều tra thêm. Tôi về trước. Cậu ở lại liên lạc với bên cảnh sát lấy lời khai, thông tin của cô gái kia, sau đó đưa về doanh trại cho tôi. Giang Nam Hàn dặn dò Tôn Chi Hùng vài câu, sau đó rời đi. Cũng gần 30 phút rồi, không biết cô vợ nhỏ có làm sao không nữa. Hoắc Hiểu Quyên ngồi trong xe, vừa nhìn thấy bóng dáng của Giang Nam Hàn, liền mở cửa xe lao xuống rồi chạy đến ôm thật chặt, nói: Chú, khi nãy tiếng nổ lớn như vậy, cháu cứ nghĩ là có chuyện gì rồi. Nhìn sắc mặt lo lắng, hành động kiểm tra thân thể của cô gái nhỏ trước mặt, từ đến lòng thiếu tướng Giang không chịu nổi mà dâng lên một cỗ hạnh phúc. Em yên tâm, tôi mà chết thì em cũng không ở giá đâu. Tôi làm ma cũng theo em. Chết cái đầu chú. Hoắc Hiểu Quyên biết mình bị ghẹo, liền phồng má giận dỗi bò vào trong xe, ngay cả chốt xe cũng khóa lại. Vợ nhỏ, mở cửa cho tôi đi. Sáng sớm tinh mơ, Hoắc Hiểu Quyên còn thấy chưa ngủ đủ giấc thì đã bị Giang Nam Hàn đánh thức bằng một nụ hôn. Vài tuần trở lại đây sau khi kết hôn, chú ấy vẫn luôn duy trì cách gọi vợ yêu của mình vào buổi sáng như vậy. Hoắc Hiểu Quyên ban đầu còn ngại ngùng một chút, sau lại cảm thấy quen thuộc. Nếu chú Giang đi vắng vài ngày vì công việc lại cảm thấy thiếu. Dường như Hoắc Hiểu Quyên dần đã thích nghi với cuộc sống hôn nhân chóng vánh do cô tự lựa chọn này, hoàn toàn không tệ. Chú đi làm sớm ạ. Hoắc Hiểu Quyên xoa mắt, tóc bù xù vì suốt cả đêm lăn lộn, giọng lý nhí, khiến cho chú Giang đây cảm thấy rất đáng yêu. Giang Nam Hàn nhìn vợ mình với chiếc váy ngủ mỏng manh, phút chốc lại thấy lay động lòng người. Chỉ tiếc là sáng nay còn có cuộc họp khẩn, với lại vợ mình cũng còn trẻ, con ngây thơ, có thể còn chưa hiểu rõ sự đời. Thật ra, Hoắc Hiểu Quyên giả vờ xoa mắt như vậy thôi, chứ thực chất là đang nhìn lén Giang Nam Hàn mặc quân phục. Thân hình cao to vạm vỡ, không quá đô con, nhưng cũng gọi là có da có thịt, hoàn toàn đúng với tiêu chuẩn thời thiếu niên của cô đặt ra. Dạo gần đây chú Giang toàn tâm toàn ý ở nhà làm việc. Đây cũng coi như là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy thiếu tướng trẻ nhất ở Đông Từ. Đã mắt. Ừ, quản gia có làm đồ ăn cho em. Hôm nay giúp tôi đi công việc một chút. Tối về chắc chắn sẽ có quả. Giang Nam Hàn xuất thân là một quân nhân, cũng được quân đội rèn luyện tính tự lập gọn gàng từ lâu. Ăn mặc chỉnh tề xong, lại kéo Hoắc Hiểu Quyên đứng dậy vào vệ sinh cá nhân. Cuối cùng tự mình ra dọn giường, gối và chăn đều được sắp xếp ngăn nắp. Hoắc Hiểu Quyên sau khi vệ sinh xong, bước ra đã không thấy bóng dáng ai nữa. Khoan đã, chú ấy vẫn chưa nói công việc cô cần giải quyết là gì mà. Chiếc xe Maybach phiên bản giới hạn dừng trước một tập đoàn lớn, Tĩnh Giai. Hoắc Hiểu Quyên vẫn còn bàng hoàng, nhìn Quân Doanh Thư ngồi ở ghế lái, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ. Một tiếng trước, Hoắc Hiểu Quyên còn đang ngẩn ra vì Giang Nam Hàn đi không báo một lời. Không ngờ đến vừa xuống dưới nhà, đã thấy một cô gái ăn mặc chỉnh chu, nét mặt ưa nhìn, đeo một cặp kính dày cộp, tự giới thiệu mình là Quân Doanh Thư, trợ lý chủ tịch. Hoắc Hiểu Quyên còn chưa kịp ngã ngửa đã được nghe cô ấy giới thiệu. Thiếu phu nhân, em là Quân Doanh Thư, vừa ra trường một năm. Trợ lý chủ tịch Giang phụng lệnh đến đây đón chị ạ. Chủ tịch Giang, chú Giang, cha chồng của mình à? Không thể nào là chú Giang của mình được.
Em là em họ của anh Tôn, cánh tay đắc lực của chủ tịch. Quân Danh Thư nói tiếp. Giang Nam Hàn là thiếu tướng mà, ở đâu lại thêm cái danh chủ tịch này vậy? Cuối cùng sau một loạt giải thích, Hoắc Hiểu Quyên mới rõ mọi chuyện. Chồng yêu dấu của cô không chỉ là một thiếu tướng, mà còn nắm trong tay tập đoàn Tĩnh Giai. Cái danh ai nghe cũng khiếp sợ. Họ gọi Tĩnh Giai là ông trùm bất động sản. Chỉ trong nội bộ mới biết chủ tịch thực sự của Tĩnh Giang chính là Giang Nam Hàn. Còn trên giấy tờ pháp lý sẽ là một người bạn thân thiết của chú ấy đứng tên. Tĩnh Giai hoàn toàn không liên quan đến Giang Thị. Bọn họ chỉ là họ hàng xa mà thôi. Quân Danh Thư là em họ thân thiết của Tôn Trì Hùng. Lý lịch trong sạch nên được tin tưởng giao cho vị trí trợ lý. Những điều này Hoắc Hiểu Quyên có thể hiểu rõ. Nhưng Giang Nam Hàn nghĩ cái gì lại cho cô lên chức phó giám đốc vậy? Bị hâm mà. Hoắc Hiểu Quyên mặc một bộ vest nữ màu xám đơn giản nhưng tôn dáng, chân đi giày cao gót, đeo một chiếc kính mắt màu đen, tự tin bước vào Tĩnh Giai trước ánh nhìn của mọi người. Có người cảm thấy cô gái trước mặt này rất quen, nhưng chiếc kính đã che đi kha khá nên nhìn còn chưa rõ. Nhưng nếu đã được trợ lý Quân hộ tống thì chắc chắn không tầm thường. Trước khi bước lên sân khấu, Hoắc Hiểu Quyên cũng nghe được kha khá lời ra tiếng vào từ những cổ đông bên dưới, nhưng cô không mấy quan tâm. Đứng trước đám đông thể hiện bản thân chính là sở trường của cô mà. Quân Danh Thư đứng trên sân khấu, nhiệt liệt mời tân phó giám đốc tiến vào. Ai cũng đều tò mò thân phận của cô gái này. Là Hoắc Hiểu Quyên, nhà thiết kế đa tài từng nhận vô số những giải thưởng trước đây, đúng không? Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã lùi về hậu trường rồi chứ. Không ngờ lại đánh lái sang đây à? Không phải là gia đình chồng không thích con dâu quá tài giỏi hay sao? Hít vào thở ra một hơi, Hoắc Hiểu Quyên điềm tĩnh nhận lấy micro. Xin chào mọi người, tôi là Hoắc Hiểu Quyên. Tôi không rời khỏi giới thời trang, cũng không đi đâu cả. Tôi chỉ muốn im lặng một thời gian, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn mà thôi. Hôm nay dưới sự tin tưởng của chủ tịch, tổng giám đốc và các cổ đông có mặt ở đây, và trên cương vị tân phó giám đốc này, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách của mình, mong rằng sẽ được mọi người giúp đỡ và ủng hộ. Hoắc Hiểu Quyên nói lưu loát dễ nghe, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của mình với công việc, nên mọi chuyện mới tạm lắng xuống như vậy. Nhận được sự đề cử của chủ tịch và tổng giám đốc nên mọi người ít nhiều chưa dám có ý kiến với việc bố trí nhân sự này. Quân Danh Thư sau đó cũng kết thúc buổi lễ nhanh chóng, vô cùng ngưỡng mộ mà nói: Thiếu phu nhân đúng là danh bất hư truyền, sau này mong được chị chỉ dạy nhiều hơn. Cứ gọi chị là chị Quyên cho thoải mái. Chị cũng không ngờ bản thân lấn sân sang bất động sản. Em đi trước thì chị cũng cần học hỏi từ em nhiều lắm. Hoắc Hiểu Quyên khiêm tốn nói, cảm giác rất hợp tính với cô bé này. Mặc dù Quân Danh Thư kiệm lời và e dè hơn một chút, nhưng trong công việc lại rất tự giác, giải quyết nhanh gọn, không phiền hà người khác. Hôm nay công việc của Hoắc Hiểu Quyên ở Tĩnh Giai chỉ là nhậm chức, sau đó nhìn ngắm bố trí phòng làm việc một chút rồi cũng về nhà. Trên đường về nhà, cô nhịn không được lấy điện thoại ra muốn tra khảo chú Giang một chút, nhưng lại quên mất không lưu số của anh nên đành thôi. Nhưng chưa đầy vài phút sau, lại thấy có tin nhắn gửi đến, nội dung đọc qua có vẻ rất sến. Phó giám đốc Hoắc, em có vừa ý món quà này không? Việc chú là chủ tịch của Tĩnh Giai, gia đình của ông Giang có biết không ạ? Cháu nghĩ chú không nên trao quyền hành cho cháu nhiều như vậy. Hoắc Hiểu Quyên bỏ qua thắc mắc vì sao ông chú này lại biết số điện thoại của mình, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Vì sao lại không được? Thứ tôi cho vợ mình cũng chẳng cần hỏi ai. Chiều về nhà sớm, bạn mới đang đợi em. Giang Nam Hàn trả lời tin nhắn rất nhanh, trong phút chốc đã nhắn lại. Nhưng tin nhắn cuối cùng lại khiến Hoắc Hiểu Quyên không hiểu. Ngoại trừ Triệu Mặc đi ra, cô cũng ít khi nào giao du với người khác, vì vậy cũng có rất ít bạn bè. Nhưng khi Hoắc Hiểu Quyên nhắn tiếp tục thì chú ấy lại im lặng, càng làm cho cô tò mò nhiều hơn. 4 giờ chiều tan làm, Hoắc Hiểu Quyên mới được tài xế đưa về nhà. Cả ngày quay cuồng với công việc, bản thân cô cũng không ngờ chỉ mới nhậm chức mà lại có nhiều việc để giải quyết như vậy. Nếu như không có Quân Danh Thư thì có lẽ giờ này cô vẫn chưa được tan làm về nhà nữa. Thiếu phu nhân, mừng cô trở về. Ngay khi vừa bước vào nhà, Hoắc Hiểu Quyên đã bị bất ngờ vì có một cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế sofa phòng khách. Cô bé này nhìn thoáng qua có lẽ bằng tuổi với cô, khuôn mặt rất khả ái,
hai má hồng nhẹ trông rất đáng yêu. Xin chào, cô là... Hoắc Hiểu Quyên chưa kịp cất lời thì đã bị cô bé chạy đến nắm tay, ngắt ngang lời. Em là Tử Ân, từ bé đã sống ở Ý. Sắp tới có lẽ em sẽ sống ở đây vài hôm ạ. Hoắc Hiểu Quyên có chút ngạc nhiên, cô bé này là ai? Lúc này, Giang Nam Hàn từ trên lầu bước xuống, cắt ngang suy nghĩ của vợ mình. Tử Ân là cô bé tôi đã cứu hôm trước, em còn nhớ không? Hôm trước? Cô đứng đó ngẩn người ra một chút mới nhớ ra là vụ việc xảy ra đằng sau trung tâm thương mại. Chú Giang có nói với cô, người chú ấy cứu là một cô bé, cũng chỉ nhỏ hơn cô một vài tuổi. Hóa ra cô bé ấy tên là Tử Ân. Chú Giang đồng ý với cha cho em ở lại đây vài ngày, sau khi cha em hoàn tất công việc thì em sẽ về Ý. Tử Ân đứng kế bên liên tục nói chuyện với cô. Hoắc Hiểu Quyên căn bản không để ý nhiều lắm, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt thu hút của cô bé, một đôi mắt xám huyền bí. Hoắc Hiểu Quyên nhẹ nhàng nắm tay cô bé, sau đó ân cần nói, không sao, em cứ xem đây là nhà của mình nhé, đi thôi, chỉ dẫn em đi tham quan. Tử Ân. Giang Nam Hàn đột nhiên gọi cô bé quay lại, giọng nói có chút nghiêm nghị. Tử Ân giống như nhớ ra việc gì đó, vội vàng buông tay Hiểu Quyên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn. Trước khi rời đi còn nói lớn, chị gái xinh đẹp, em tham quan một mình là được rồi, chị coi chừng đấy, chú Giang thực sự rất hung dữ. Nghe thấy lời này, Hoắc Hiểu Quyên bật cười thành tiếng, đúng là đáng yêu quá đi. Em cười cái gì? Em cũng nghĩ vậy. Giang Nam Hàn từ cầu thang bước xuống. Lúc này Hoắc Hiểu Quyên mới để ý kỹ, chú Giang hôm nay trải chuốt rất kỹ lưỡng, hai tay bỏ vào túi quần thông thả đi xuống, thật là rất đẹp. Mẹ con, mẹ con. Giang Nam Hàn khua tay trước mặt cô vợ của mình, con bé này hôm nay đột nhiên lại mất tập trung như vậy. Hiểu Quyên bị lay người, lại ngại ngùng phân bua, nói, ờ, không, không, chú rất hiền, cháu không có ý gì hết. Nghe được câu trả lời vừa ý, Giang Nam Hàn nhoẻn miệng cười, sau đó đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, dùng tay kêu Hiểu Quyên lại ngồi chung. Vậy thì tốt, lại đây. Ánh mắt của thiếu tướng Giang tham lam ngắm nhìn đường cong quyến rũ của vợ mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ. Hoắc Hiểu Quyên không để ý, cũng nghe lời tiến lại ngồi bên cạnh chú ấy. Không ngờ nơi cô ngồi xuống chẳng phải là ghế sofa, mà lại là trên đùi của chú Giang. Chú... Giang Nam Hàn làm cô gái nhỏ giật mình, cả mặt đều đỏ lên. Hoắc Hiểu Quyên muốn điều chỉnh tư thế lại một chút, không ngờ lại làm cho tư thế giữa hai người ám muội hơn. Đừng sợ, tôi cũng không ăn thịt em sớm như vậy. Câu nói này mang rất nhiều hàm ý. Giang Nam Hàn cố tình nhướng người về trước, tự cầm lên hõm vai của Hiểu Quyên, nhẹ nhàng ngửi thấy được mùi hương quen thuộc. Cháu không muốn nhận phần thưởng lớn như vậy. Cả người bị ôm chặt, Hoắc Hiểu Quyên muốn nhúc nhích một chút cũng không được, đành ngồi im như thế, sau đó mới chuyển qua một chủ đề khác. Ý em là Tĩnh Giai? Giang Nam Hàn hỏi. Vâng. Vì sao không? Em cứ làm những gì em thích là được. Trong suy nghĩ của cô gái nhỏ, chỉ muốn tiếp tục làm thời trang, thứ mà mình yêu thích. Còn về những cái khác, cô ấy một chút cũng không biết. Nhưng trong suy nghĩ của ông chú thiếu tướng này lại khác. Nhưng cháu không có kinh nghiệm, không ai lại để cho một đứa con gái mới lớn lên nắm giữ chức vị cao như vậy. Bọn họ ai dám nói về em? Tôi có thể chỉnh một chút. Không, chú hiểu sai ý của cháu rồi. Hoắc Hiểu Quyên có chút bất lực. Cứ nói đến việc này thì chú Giang lại đổi sang chủ đề khác. Tôi mà làm quân đội ít tiền quá, mở thêm tập đoàn kiếm thêm chút vốn mà thôi. Em là vợ của tôi, em thích làm gì thì làm, không thích thì phá. Tôi cũng chẳng la mắng em một câu nào. Câu nói này khiến cho Hoắc Hiểu Quyên kinh động không thôi. Ông chú này cũng miệng lưỡi quá đi. Ít tiền nên kiếm chút vốn, thích thì làm, không thích thì phá. Trong suy nghĩ của người nghèo lại có những điều táo bạo như vậy sao? Không lâu sau, ba người bọn họ vẫn chung sống với nhau hòa thuận như vậy. Giang Nam Hàn thì vẫn luôn bận rộn với việc quân đội, tạo điều kiện cho Hoắc Hiểu Quyên và Tử Ân thân thiết với nhau hơn. Trong khoảng thời gian này, mọi việc ở Tĩnh Giai đều do Phó Giám đốc Hoắc xử lý. Bọn họ càng cố gắng hơn trong việc đưa ra sản phẩm mới cho tập đoàn. Hoắc Hiểu Quyên cũng nhận ra rằng
Từ Ân rất có khiếu với thời trang. Nếu có thể thì việc bén duyên với ngành này là vô cùng tuyệt vời. Nhưng cô bé ấy lại từ chối. Gia đình dòng dõi của Từ Ân luôn theo nghiệp kinh doanh, và cô bé cũng muốn mình đi theo con đường này. Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của Tĩnh Giai, cũng là dịp cho các cổ đông xem xét năng lực thực sự của nữ thiết kế thời trang lừng lẫy Hoắc Hiểu Quyên. Vừa sáng sớm, trong hội trường tập đoàn đã đông đúc nhà báo, phóng viên, không khí rất náo nhiệt. Rescore hôm nay là màu đen, nên cả hội trường đều được phủ kín bằng những bộ màu đen huyền bí. Hoắc Hiểu Quyên đứng sau sân khấu rất hồi hộp. Rõ ràng trước đây việc giao lưu với đám đông rất đơn giản, nhưng sau khi ẩn danh một thời gian rồi quay trở lại thì lại khác. Chị Quyên, cố lên nhá. Chú Giang rất tin tưởng chị, em cũng vậy. Từ Ân tiến lại, nhẹ nhàng trấn an chị gái xinh đẹp của mình. Tiểu Ân, nếu như không có em, sản phẩm của chị chưa chắc đã hoàn hảo như vậy. Hoắc Hiểu Quyên rất vui khi được làm cùng với cô bé này, năng khiếu trời ban, ánh mắt tinh tường và nhạy bén với màu sắc, nhưng Từ Ân lại không theo đuổi. Ban đầu, chị em bọn họ vẫn còn ngại ngùng vì đều là người xa lạ. Nhưng không có chú Giang ở nhà, hai người cũng vì vậy mà sát lại gần nhau hơn, dễ dàng trò chuyện. Đôi lúc là một đôi bạn thân, thỉnh thoảng lại như người thân trong nhà. Đồng hồ điểm đúng giờ, người dẫn chương trình bắt đầu lên sân khấu giới thiệu. Sau đó, Hoắc Hiểu Quyên cũng nối theo sau để trình bày về bộ sưu tập lần này của mình. Trên sân khấu, dưới bao ánh nhìn của mọi người, Hoắc Hiểu Quyên đã đem đến cho mọi người hơn 10 sản phẩm khác nhau. Chủ đề lần này chính là đơn giản nhưng quyến rũ. Những thiết kế đầu tiên được người mẫu trình diễn rất đẹp, rõ ràng nhìn đơn giản nhưng lại toát lên được cái chất của sản phẩm đó, đúng như chủ đề mà Tĩnh Giai thông báo trước đó. Sản phẩm chính của hôm nay chính là một chiếc váy lụa màu trắng. Hoắc Hiểu Quyên đã đặc biệt thiết kế cách điệu, làm cho phần vai và bụng sẽ được che lấp đi phần nào những khuyết điểm thường thấy của phụ nữ. Phần sau được cắt xẻ nhẹ nhàng, đưa ra mảnh lưng của người mặc, ít nhưng đủ để tôn lên những gì đặc sắc nhất. Xin chào mọi người. Hoắc Hiểu Quyên chào mừng, ánh mắt tự tin của cô tỏa sáng. Tôi rất vui được trở lại và mang đến những dự án thú vị cho Tĩnh Giai. Trên cương vị mới, tôi mong muốn những thiết kế của tập đoàn sẽ được đón nhận và làm hài lòng tất cả các quý vị. Cảm ơn đã đặt niềm tin vào tôi. Và tại đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch vì đã luôn tiếp sức cho tôi nhiều như vậy. Trong Tĩnh Giai, chỉ số ít người biết được Chủ tịch của tập đoàn là ai. Điều này đã gây ra sự tò mò nhất định cho nhiều người. Và điều Phó Giám đốc Hoắc nói hôm nay lại càng làm cho điều này bí ẩn hơn nhiều. Sau khi hoàn thành công bố sản phẩm của mình, các cổ đông bên dưới không ngừng tán thưởng Hoắc Hiểu Quyên. Bọn họ liên tục đến mời rượu và khen ngợi cô gái nhỏ. Con gái, chú biết con sẽ làm được. Không uổng công lão già này đã bỏ phiếu cho con ngay từ đầu. Chú Hạo là một trong những cổ đông của Tĩnh Giai, rất có tiếng nói. Tôi cũng tin là con bé sẽ làm được. Nhưng dẫu sao ngay từ đầu ai cũng có chút nghi ngờ. Tĩnh Giai chưa bao giờ lấn sang thời trang như thế này, rất lạ. Ôi, chủ tịch đã quyết, nhưng con bé cũng đã cố gắng rất nhiều, chúng ta nên chúc mừng. Không khí đã sôi động lại càng thêm náo nhiệt hơn. Ngay cả Hoắc Hiểu Quyên cũng rất vui, giống như cô đã gỡ bỏ được một gánh nặng trong lòng. Hơn 10.000 sản phẩm đã bán ra, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng nào. Trên sân khấu, bộ phận hậu cần liên tục cập nhật tình hình đặt hàng của khách hàng. Mỗi một cột mốc nhất định sẽ được thông báo. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ lần này nhận được hưởng ứng lớn như vậy. Hoắc Hiểu Quyên rất cảm động. Trước đó dù là nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng thời gian cô lui về sau cũng đã lâu, nhiệt cũng giảm nhiều hơn trước đó. Nhưng lần này tạo được tiếng vang như vậy, rõ ràng rất thành công. Tiếp rượu xong với các cổ đông lớn, Hoắc Hiểu Quyên lập tức lui về sau hậu trường, nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhắn vài dòng với người nào đó. Chú Giang, sau này cháu làm ăn có tiền rồi, nhất định sẽ nuôi chú. Nếu mệt quá, chú có thể từ chức ở quân đội. Sau thành công rực rỡ của bộ sưu tập thời trang mới, Hoắc Hiểu Quyên đã khẳng định vị thế của mình trong giới thời trang. Những mẫu thiết kế độc đáo và táo bạo đã khiến cô nhận được sự tin tưởng và hâm mộ từ khắp nơi. Sự nghiệp của cô càng ngày càng thăng hoa, đánh dấu một chặng đường dài đầy hứa hẹn, cũng như giúp cho Tĩnh Giai nâng vị thế của mình lên một tầm cao mới. Thay vì chỉ chuyên tâm vào bất động sản như trước đây, hơn thế nữa,
doanh số của tập đoàn trong một tháng qua chỉ tính bằng thời trang đã phát triển cao hơn rất nhiều. Nếu thời gian của Hoắc Hiểu Quyên thoải mái bao nhiêu thì Giang Nam Hàn lại bận rộn bấy nhiêu. Vì việc của Tạ Ân nên việc phòng chống và bảo vệ chiến tuyến vẫn luôn là những nhiệm vụ khẩn cấp được quan tâm. Nhận thấy tình huống không mấy khả quan, Hoắc Hiểu Quyên đã quyết định cùng với em gái nhỏ của mình xin nghỉ phép, sau đó cùng nhau lên chỗ đóng quân hiện tại của chú Giang. Qua tin tức từ quân danh thư thì nơi đóng quân hiện tại đang là một vùng núi cao. Chiếc xe địa hình vượt qua những khúc gấp nhấp nhô, có nơi còn lún sâu, càng khiến cho việc di chuyển khó khăn hơn rất nhiều. Chị ơi, khó chịu quá. Tạ Ân là thiên kim tiểu thư trời Âu, hoàn toàn không quen với những việc như thế này. Cô bé nắm chặt tay của Hoắc Hiểu Quyên, mắt nhắm híp lại vì khó chịu. Em đừng lo, có lẽ là gần đến rồi. Hoắc Hiểu Quyên cũng không nghĩ đến đường đi có nhiều bất trắc như vậy, liên tục nắm chặt tay Tạ Ân mà an ủi. Theo như định vị của anh họ em thì tầm nửa tiếng nữa thôi là sẽ đến. Quân Danh Thư tò mò mẩn trước điện thoại, sau đó lại nhìn sang bản đồ tìm kiếm. Lời vừa nói, chiếc xe liền kẹt vào một hố sâu bùn lầy, hoàn toàn không thể di chuyển. Trên xe cũng chỉ có 4 người, một tài xế và 3 cô gái. Có cố cách mấy cũng đành chịu thua. Thiếu phu nhân, tôi đã liên hệ với bên ấy. Đội cứu hộ nói rằng còn phải hơn 2 tiếng nữa mới đến. Tài xế trên xe lập tức báo cáo tình hình cho Hoắc Hiểu Quyên, khuôn mặt rất lo lắng. Thường ngày, Hoắc Hiểu Quyên di chuyển đến đâu, anh ta đều phải báo lại cho thiếu gia. Nhưng lần này lại khác, thiếu phu nhân đã kịp thời bịt miệng anh ta lại, nói rằng muốn tạo bất ngờ cho chú ấy. Nhưng hiện tại lại gặp sự cố giữa đường. Chị, mình nên làm gì đây? Tạ Ân cảm thấy lo lắng, không biết cách tiếp tục. Không còn cách nào khác. Hai đứa cùng tài xế ở lại đây. Khi nào đội cứu hộ đến thì quay về. Chị sẽ một mình lên tìm chú ấy. Quyết định này của Hoắc Hiểu Quyên càng khiến mọi người hoảng hốt. Một thân một mình chị ấy đi lên đó, chú Giang không giết bọn họ là phước báo lắm rồi. Không, em muốn đi cùng với chị. Tạ Ân lần đầu gặp mặt Hoắc Hiểu Quyên đã có cảm giác quen thuộc, muốn bảo vệ yêu thương người chị gái này. Vì vậy khi nhìn thấy cô muốn kiên quyết đi một mình như vậy, cô bé lại không đành lòng mà theo sau. Sau một hồi cãi vã không lâu, cuối cùng quân danh thư và người tài xế không thuyết phục được hai người bọn họ. Trước khi đi, Hoắc Hiểu Quyên đã được chỉ điểm rõ nơi nào là điểm đến, quẹo đúng nơi sẽ đến đúng hướng. Hoàng hôn trên núi buông xuống, càng khiến cho khung cảnh trở nên rung động hơn. Cả bầu trời chiều hôm nay hoàn toàn được bao phủ bởi một màu hồng pha chút tím. Không khí cũng thoáng đãng vô cùng. Tạ Ân chỉ khó chịu khi say xe, còn khi đi bộ leo núi như thế này, cảm giác rất thích. Đã thật đấy, từ bé cha em luôn quản em rất kỹ, không bao giờ có những cuộc phiêu lưu như thế này. Cô gái nhỏ liên tục tiến lên phía trước, vui vẻ mỉm cười thỏa mãn. Đường núi gồ ghề, cộng thêm trời lất phất chuyển mưa, Tạ Ân không để ý bị ngã về sau, chân đã bị bong gân. Vì là thiên kim từ bé, Tự Ân không có quá nhiều kinh nghiệm với điều này, chỉ bất giác thấy chân đau nhói, sau đó khóc lớn lên, mếu máo nói: "Chị ơi, chân của em đau quá, đau lắm, đỏ tấy hết lên rồi." Con bé này, bong gân rồi. Nét mặt của Hoắc Hiểu Quyên thoáng chút hoảng hốt, cô vội vàng đến xem tình hình của Tử Ân, sau đó mới để lại đồ đạc một bên, loay hoay đi xung quanh như muốn tìm một món gì đó. Hoắc Hiểu Quyên hoàn toàn không đi được xa, vì Tử Ân rất sợ bị bỏ lại một mình. Cô dốc sức tìm kiếm xung quanh, cứ một chút là đến trấn an tinh thần của cô bé. Trời càng lúc càng tối, khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn. Mãi một lúc lâu sau thì Hoắc Hiểu Quyên mới vui vẻ reo lên: "Đây rồi, nó ở đây." Tử Ân không rành rọt về vấn đề này, chỉ ngồi ở đó liên tục thút thít, chân thì đau nhói lên, có muốn đứng lên cũng không được. Cô bé chỉ thấy Hoắc Hiểu Quyên đem đến một vài lá xanh lạ lẫm, sau đó là một vài động tác đơn giản. Cuối cùng là lấy chiếc khăn tay trong túi ra và bó thuốc lại xung quanh chỗ bong gân. "Chị ơi, cái này chị cũng biết sao? Đa tài quá đi." Tử Ân được bó xong, cảm giác vận động cũng có thể đỡ nặng nề hơn một chút. Đối với cô bé, Hoắc Hiểu Quyên như là thần tiên tỷ tỷ, vừa giỏi vừa xinh đẹp, mắt thẩm mỹ lại cực kỳ tuyệt vời. Lo xong cho cô bé, Hoắc Hiểu Quyên mới đứng dậy, chăm chú nhìn xung quanh. Khu vực này nhiều cây cối, đường đi cũng không đẹp, đúng là một khó khăn lớn. "Đi thôi nào, chị cõng em. Hành lý cứ để ở đây, không sao cả."
Em xin lỗi chị. Dù cho Hoắc Hiểu Quyên có nhỏ con như thế nào thì cô vẫn có thể cõng được cô bé này. Trong lòng tán thưởng bản thân vì không phí công luyện tập mỗi ngày. Nụ cười trên môi của Hoắc Hiểu Quyên càng tươi hơn, nhẹ nhàng xoa dịu Từ Ân. Từ bé chị chỉ có một mình, không có anh chị em nào khác. Bây giờ chị xem em giống như em gái, thì việc chăm sóc em là đương nhiên thôi. Trời càng khuya, gió lại càng mạnh hơn. Giang Nam Hàn mặc trên người bộ quân phục, ngồi trên một hòn đá lớn bên ngoài vách núi. Địa hình ở đây khá dốc, nhưng anh vốn dĩ đã quen thuộc, lại còn rất thích ngồi ở đây ngắm trăng mỗi tối. Giang Nam Hàn là một thiếu tướng giỏi giang, thành đạt khi còn quá trẻ nên rất được trọng dụng. Vì vậy thành phố cũng tạo điều kiện cho anh rất nhiều. Những vùng núi hẻo lánh, hoang vu mà anh được chỉ định đóng quân ở đó rất nhanh sẽ được thành phố chú ý và khai thác nhiều hơn. Giang Nam Hàn mở điện thoại lên xem, nhấp vào hội thoại của mình với vợ nhỏ đáng yêu. Đã nhiều tiếng trôi qua từ tin nhắn cuối cùng của Hoắc Hiểu Quyên, trạng thái không hoạt động trôi qua hàng giờ đồng hồ. Trong lòng của Giang Nam Hàn đột nhiên trỗi dậy một chút lo lắng, nhưng anh cũng không muốn nhấn nút gọi vì sợ bản thân mình sẽ làm phiền cô quá nhiều. Thiếu tướng, chuyện gấp rồi. Tôn Chi Hùng từ phía sau chạy đến, hoảng hốt nói. Nhưng vì nãy giờ chạy xung quanh nhiều vòng khiến anh ấy có chút hụt hơi. Tác phong của cậu là thế này à? Giang Nam Hàn nhìn dáng vẻ của cậu ấy, nhất thời không nhịn được muốn dạy dỗ vài câu. Nhưng lời nói của Tôn Chi Hùng đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ấy. Phu nhân và Tạ Ân mất tích rồi. Cậu nói mất tích? Làm sao mà mất tích được? Rõ ràng Hiểu Quyên vài ngày nay luôn đi làm rồi về nhà. Cô ấy cũng bận bịu với sản phẩm mới. Chẳng lẽ lại có bắt cóc? Những suy nghĩ liên tục chạy trong đầu của Giang Nam Hàn khiến anh bấn loạn. Danh Thư vừa gọi đến hỏi hai người họ đã lên đến nơi chưa. Bọn họ cùng nhau lên đây thăm anh, nhưng giữa đường thì xe bị hỏng. Vì vậy hai người họ quyết định đi bộ đến đây. Tôn Chi Hùng cũng không nghĩ đến việc này lại xảy ra như vậy được. Anh cũng chỉ muốn thiếu tướng và phu nhân có chút tình cảm hơn, vì vậy mới cùng với mọi người che giấu chuyện này. Thời gian cuối cùng nhìn thấy bọn họ. Giang Nam Hàn hỏi, mắt thì liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tôn Chi Hùng nói tầm 3-4 giờ chiều, nhưng hiện tại đã 10 giờ hơn. Từ định vị xe bị hỏng của quân danh thư gửi đến, thì từ đó lên đây không thể nào đi lâu như vậy được. Tập hợp mọi người, tìm kiếm ngay trong đêm cho tôi. Địa hình hôm nay không thuận, bọn làm loạn hoạt động rất nhiều, nhất định là phải tìm thấy. Cho dù có chết cũng phải đem xác về cho tôi. Giang Nam Hàn mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Tôn Chi Hùng thấy. Vốn dĩ người làm trong quân đội phải luôn kiềm chế được bản thân mình, ít nhất là cái đầu lạnh, vì bọn họ luôn phải suy nghĩ kế hoạch tác chiến. Nhưng hôm nay khi nghe tin phu nhân có chuyện, anh ấy liền muốn phát điên. Ngay trong đêm, lượng người lớn trong đội của Giang Nam Hàn tản ra tìm kiếm xung quanh nơi đây. Bọn họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, phân bố khắp nơi, bắt đầu từ điểm xe hỏng hướng lên trên doanh trại và rẽ ra nhiều hướng khác. Nhiều tiếng liền, Giang Nam Hàn một mình tìm kiếm xung quanh. Anh chỉ đem theo một vài món đơn giản, nhưng nhiều tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có tung tích gì. Đội 1 báo cáo, không tìm thấy. Đội 2 báo cáo, không tìm thấy. Đội 3 báo cáo, không tìm thấy. Cứ liên tục những thông báo như vậy trong vài giờ liên tiếp, tâm trạng của Giang Nam Hàn càng ngày càng trùng xuống. Chính anh cũng quay lại nơi các đội ấy xem xét lại, nhưng không có một ai, cũng không có dấu vết nào. Trên núi hay là dưới vách núi đều được tìm rất kỹ, không có chút tiến triển nào. Thiếu tướng, anh nhìn một chút đi. Trời sáng nhưng vẫn không biết tung tích vợ ở đâu. Giang Nam Hàn khó chịu đến đỉnh điểm nhưng vẫn luôn tìm kiếm. Tôn Chi Hùng nhịn không nổi, liền tiến đến nói chuyện. Từ hôm qua anh ấy đã họp liên tục nhiều tiếng liền với cấp trên, chưa kịp nghỉ ngơi thì tối lại xảy ra chuyện này. Tôn Chi Hùng càng trách mình hơn ai khác. Chính cậu ấy đồng ý với kế hoạch này mà không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra. Giang Nam Hàn như một tên điên, gân máu trong mắt anh hiện lên rõ rệt, nắm lấy cổ áo của Tôn Chi Hùng mà hung hăng hỏi. Tôi không cần cậu đồng ý với cô ấy. Nếu như vợ tôi có chuyện gì, cậu tính làm sao với tôi? Còn chưa nói đến cha của Tạ Ân. Thiếu tướng, là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ tìm thấy hai người bọn họ. Tôn Chi Hùng không dám đối mặt với anh, cậu ấy chỉ lí nhí nói. Tốt nhất là cậu nên tìm thấy, đó là mệnh lệnh.
Những ánh mắt xung quanh của mọi người khiến cho Giang Nam Hàn dịu xuống. Chính bọn họ cũng chưa bao giờ thấy đội trưởng của mình phát điên lên như vậy. Anh ngồi phịch xuống thở dốc. Phân tán ra tìm ở biên giới đi. Sống thì thấy người, chết thì phải thấy xác. Bất kể giá nào cũng phải tìm thấy. Đã rõ. Mọi người đều đồng loạt hô to. Thiếu tướng, vẫn không có kết quả. Bên trên bên dưới, hai nơi đều có hàng trăm người tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm đều chưa nhận được câu trả lời. Những đội chia nhỏ ra luôn báo cáo lại như cũ, không tìm thấy. Trời thì trưa, nắng gắt chiếu rọi xuống. Giang Nam Hàn ngày càng mất bình tĩnh, tâm trí anh rối bời ngồi trong doanh trại. Đã hơn 12 tiếng rồi, hai người bọn họ không thể nào đơn giản là đi lạc hoặc gặp sự cố gì được. Đó là điều không thể nào xảy ra. Giang Nam Hàn điều chỉnh lại bản thân, thở dài một hơi, sau đó lấy bản đồ ra, chuyên tâm ngồi dò đường. Hầu hết mọi nơi bọn họ đều đã tìm, Hoắc Hiểu Quyên lại đi đâu được? Nếu đã truy lùng hết mọi ngóc ngách, người thì vẫn không thấy. Đột nhiên, Giang Nam Hàn nhớ đến một con đường duy nhất, đó chính là đường biên giới qua nước khác. Liên hệ với đội tuần tra. Tôn Tri Hùng nhìn theo ngón trỏ của Giang Nam Hàn, cũng hiểu được anh ấy đang muốn gì. Bao năm qua hai người vẫn luôn hiểu ý nhau như vậy. Kết quả nhận được vượt ngoài suy nghĩ của Giang Nam Hàn. Đội tuần tra hôm qua vì thiếu nhân lực nên không có canh chừng ở khu vực đó. Giang Nam Hàn chán nản ngồi đó, dùng tay dài hai bên thái dương. Đầu anh rất đau. Anh không biết được thế lực nào đang nhắm vào Hoắc Hiểu Quyên và Tạ Ân. Thiếu tướng, bên ngoài có người muốn gặp anh. Tôi cũng không biết vì sao anh ta có thể lên được đến đây. Anh chàng cấp dưới gõ cửa bước vào, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Nghe đến đây, Giang Nam Hàn có chút khó hiểu. Đây là khu vực ít khi được tìm thấy. Người lên đây được là ai? Cho vào. Sau khi nhận được mệnh lệnh của thiếu tướng, anh chàng đó mới lịch sự ra ngoài, mời đám người bên ngoài vào trong. Giang Nam Hàn nhìn qua tổng thể, có tổng cộng hơn 10 người. Người đi đầu là một chàng trai tuổi cũng trạc với anh, khuôn mặt và cách ăn diện rất giống phương Tây. Vậy nên có một điều anh chắc chắn rằng, người đi đầu này không phải là người ở thành phố Ôn Tường. Họ Nhiếp Tiên Vãn, Nhiếp Đình Vãn. Xin lỗi đến đây đột ngột như vậy. Người đàn ông đó tự giới thiệu mình tên là Nhiếp Đình Vãn. Anh ta lịch sự cúi chào, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Người này ít nhiều gì cũng có vẻ nguy hiểm hơn so với những tên đi phía sau hắn. Người tìm được lên đây chắc chắn không hề đơn giản. Giang Nam Hàn nhích mép. Dù cho người này có chút bất khả thi mới lên đây, nhưng nếu là phản động thì anh ta không có dáng vẻ ung dung như thế này được. Tôn Tri Hùng đứng bên cạnh, toàn thân rất toàn cảnh giác, cố ý nghe rõ từng lời mà anh ta nói. Nhà họ Nhiếp, chẳng phải trước đây đều đã đi nước ngoài hết rồi hay sao? Sao người này vẫn còn ở đây? Thiếu tướng quá lời rồi. Tôi cũng không muốn nhiều lời. Tạ Ân là vợ chưa cưới của tôi. Vợ của anh cùng cô ấy đã bị đem đi. Nhiếp Đình Vãn được mời ngồi xuống đối diện với Giang Nam Hàn. Ánh mắt anh ta quét từ trên xuống dưới người đàn ông này, không hổ danh là tuổi trẻ tài cao. Vợ chưa cưới? Tôi chưa từng nghe qua. Dù cho có quen biết với cha của Tạ Ân, nhưng anh vẫn chưa hề nghe qua việc Tạ Ân có một vị hôn phu họ Nhiếp. Họ Nhiếp chúng tôi từ lâu luôn giữ kín thân phận của mình, vì chúng tôi có quan hệ mật thiết với mafia. Vì vậy tôi và Tạ Ân mới quen biết nhau thông qua cha của cô ấy. Nghe Nhiếp Đình Vãn nói đến đây thì anh mới nhớ ra một điều. Nhà họ Nhiếp từ lâu đã không sinh sống ở Ôn Tường. Chẳng trách ngay từ đầu anh thấy anh ta có nét lai tây nhiều hơn. Nhiếp Đình Vãn rút trong túi ra một gói thuốc, châm lửa lên rồi rít một hơi dài, nói tiếp. Ông Tạ có duy nhất Tạ Ân là con gái, điều này ai cũng biết. Nhưng ông ấy còn có một đứa con nuôi, tên là Tạ Lâm. Không lâu trước đây hắn ta mua bán tài liệu tập đoàn ra ngoài, nên bị ông Tạ đuổi. Không tiền không bạc, ngựa quen đường cũ. Vì để sửa ép ông Tạ, nên hắn ta đã bắt cóc Tạ Ân. Anh ấy dừng lại một chút rồi lại nói. Vợ của anh, cô Hoắc cũng là bất đắc dĩ mới liên quan đến việc này. Điều này tôi thay mặt Tạ Ân xin lỗi anh. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, nét mặt của ai cũng rất nghiêm trọng. Giang Nam Hàn cũng không giữ được bình tĩnh, lập tức muốn đi giải cứu cho vợ mình, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Từ lâu tôi đã không quay về đây, địa vị cũng thấp kém hơn nhiều. Tạ Hàn có mafia ở phía sau, hắn ta lại còn liên kết với một người khác trong thành phố này. Người ấy theo tôi biết, chức danh cũng ngang tầm với anh.
Thiếu tướng ở thành phố này không ít cũng không nhiều, nhưng Giang Nam Hàn ít khi nào quan tâm. Các mối quan hệ ngoài luồng của các sĩ quan luôn được thành phố nắm chặt, nhưng ở Ôn Tường, lên được chức tướng thì gần như kiểm soát được tất cả, ngay cả thành phố cũng không tìm hiểu được. Tạ Hàn ở đâu? Tôi muốn biết. Điều quan trọng bây giờ chính là đem được Hoắc Hiểu Quyên về đây an toàn, toàn thân không được có một vết xước. 10 giờ sáng nay, Hàn ta đã quay về Ý cùng với hai cô gái. Nhiếp Đình Vãn hút hết điếu này tới điếu khác, chỉ trong một thời gian ngắn mà bên dưới chân đã rải rác tàn thuốc. Anh ấy chán nản nói: Nam Hàn, tôi biết địa vị của anh không đơn giản như vậy. Ý của anh là gì? Tôi không thích dài dòng. Giang Nam Hàn nhíu mày, dùng ánh mắt ra lệnh cho Tôn Chi Hùng gọi một vài người cấp dưới ra bên ngoài. Trong thoáng chốc, căn phòng chỉ còn ba người đàn ông: Giang Nam Hàn cùng Nhiếp Đình Vãn và Tôn Chi Hùng. Nhiếp Đình Vãn là một người rất biết điều, anh ta đợi những người không liên quan đi ra hết mới tiếp tục vào vấn đề. Họ Nhiếp của tôi không có tiếng nói ở Ôn Tường. Thế lực mafia của tôi lại không bằng Tạ Lâm. Anh biết rõ tôi muốn nói gì. Hayden. Giang Nam Hàn cười lớn, vỗ tay tán thưởng cho Nhiếp Đình Vãn. Biết được thân phận của tôi, nhưng không tìm được Tạ Lâm. Giang Patrick. Tôi đánh giá cậu thấp lắm. Ngay từ đầu, Giang Nam Hàn không nhớ rõ được nhỏ Nhiếp, nhưng từ lúc tiếp xúc với Nhiếp Đình Vãn, anh đã nhìn thấy đôi mắt màu xám độc quyền mà chỉ có thành viên của gia đình họ Nhiếp sở hữu. Từ lâu nhỏ Nhiếp đã có người thừa kế mới. Jane Patrick, tuy là chưa gặp mặt qua bao giờ, nhưng ít nhiều cũng nghe qua danh tiếng của nhau. Trong trường hợp này thì hai người họ chính là như vậy. Hayden, tôi đúng là nể phục cậu. Nhiếp Đình Vãn mỉm cười, nhưng hai người rất nhanh đã quay lại chủ đề chính. Phải tìm được tung tích của hai cô gái kia, dù cho mọi giá cũng phải tìm được. Tôn Chi Hùng đứng một bên, chỗ hiểu chỗ không hiểu. Anh ta biết thân phận bí mật của thiếu tướng nhà mình, nhưng lại không nghĩ đến Nhiếp Đình Vãn cũng có lai lịch kinh khủng như vậy. Ở thành phố này, giới thượng lưu luôn là một phạm trù riêng biệt mà không phải ai cũng có cơ hội biết và tìm hiểu được. Chuẩn bị đi, 30 phút nữa xuất phát. Tôn Chi Hùng bị giật lại về hiện tại khi nghe thấy câu nói của thiếu tướng. Nhưng dạo gần đây thành phố kiểm soát rất chặt chẽ. Không lâu trước, Lưu Dân vừa nhậm chức thị trưởng, ông ta thay đổi một số luật lệ đối với những người có chức vị cao trong quân đội. Đây cũng là điều khiến mọi người ngại khi có việc cần giải quyết gấp. Thì sao nào? Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Tiến hành như lời tôi nói. Giang Nam Hàn hoàn toàn không quan tâm, phất tay tỏ vẻ kiêu căng. Hơn 12 tiếng rồi, tên Tạ Lâm kia cũng làm việc được quá đây. Không ngờ hắn ta lại làm một lần nữa khiến anh phải quay về Ý. Nếu như không phải vì cô vợ nhỏ của anh cũng không quay lại nơi đó. Sau này chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ mời anh cùng với cô Hoắc. Nhiếp Đình Vãn tỏ vẻ rất khiêm nhường. Phu nhân của Hayden, nói cách khác là Giang Nam Hàn, gọi cho đúng vào. Giang Nam Hàn còn một cái tên nước ngoài khác, chính là Hayden Kingsley. Nhiếp Đình Vãn vì sinh sống ở nước ngoài nên đã đổi tên hoàn toàn sang James Patrick. Dù vậy, khi về lại Ôn Tường, anh ta vẫn xài lại cái thân quen của mình. Dù cho trong lòng đang nóng lòng muốn tìm kiếm Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng, nhưng theo như lời của Nhiếp Đình Vãn nói thì cả hai hiện tại vẫn an toàn chưa làm sao hết. Vì Tạ Lâm còn cần thời gian để mafia ra lệnh mới dám làm hành động tiếp theo. Dù vậy thì cả hai cũng phải gấp rút sang Ý. Dưới quyền lực của mình, Giang Nam Hàn đã nhanh chóng lên chuyên cơ riêng của mình, sau đó cùng với Nhiếp Đình Vãn lên đường sang Ý. Từ ngày hôm qua đến nay chưa có gì lót bụng, cả người anh có chút mệt lả đi. Toàn thân nhức nhối không thôi nhưng vẫn không thể chớp mắt được. Anh chống tay lên bệ, đăm chiêu suy nghĩ về mọi thứ. Hayden, cảm ơn anh đã quyết định quay lại. Giang Nam Hàn nở nụ cười yêu nghiệt, nhàm chán nói. Vui vẻ cái gì? Nếu như không vì cô ấy, cả đời này tôi cũng không quay về. Bầu không khí lại im lặng đến lạ thường. Mãi một lúc sau, anh mới dặn dò Nhiếp Đình Vãn. Nếu chỉ có hai chúng ta, cậu gọi sao cũng được. Nhưng về Ôn Tường, nhất định không được gọi là Hayden. Đã rõ rồi, thiếu tướng Giang. Xem như cậu hiểu chuyện. Nhiếp Đình Vãn cũng rất lo lắng cho Tạ Ân,
Vì ông Tạ đã phó thác cho anh ta chăm sóc con gái của mình, lần này xảy ra chuyện như vậy, ông Tạ cũng không biết. Nếu như để ông ấy biết thì sẽ lớn chuyện. Nhưng nội trong ngày hôm nay, ông ấy thế nào cũng biết. Tạ Lâm đã cố tình dùng Tạ Ân để gây hấn với cha nuôi của mình. Gánh nặng trên vai Giang Nam Hàn còn nhiều hơn. Anh không nhịn được lại nhớ về chuyện cũ. Một loạt những sự kiện chấn động khiến anh phải nhất quyết quay về Ôn Tường. Bao năm rồi đã thề không quay lại, hôm nay lại phá lệ. Anh chỉ là không biết bản thân mình có giữ được bình tĩnh hay không. Từng chuyện từng việc đã xảy ra trong quá khứ thay nhau chạy trong đầu của Giang Nam Hàn. Đau đớn đến mức anh chỉ muốn mình có thể quên hết tất cả mà chết đi cho xong. Chỉ vài giờ sau, máy bay tư nhân của Giang Nam Hàn hạ cánh một cách êm đềm trên một bãi đất trống rộng lớn. Không gian này được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống an ninh đặc biệt, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận dễ dàng. Mọi thứ trong tình huống này đều diễn ra một cách bình thường cho đến khi Nhiếp Đình Vãn bước ra từ máy bay. Ngay lập tức, phía sau đã có một khẩu súng nhọn hoắt được đặt sẵn, nhắm thẳng vào đầu anh. Người đứng đó bí ẩn che giấu bản mặt mình cẩn thận, chỉ để lộ đôi mắt. Patrick, không ngờ cậu lại dám đến đây. Nhiếp Đình Vãn xoay người, mỉm cười với sự châm biếm. Mỗi lần gặp mặt, cậu luôn chĩa súng vào đầu tôi như vậy. Cậu không thấy chán à? Sau đó, hai người bất ngờ bắt đầu đối đầu một cách nhanh chóng. Nhiếp Đình Vãn nắm chặt khẩu súng của đối thủ, thực hiện một động tác điêu luyện để bẻ nó qua một bên. Anh ấy cố gắng sử dụng chân để hạ đối thủ xuống, nhưng đối phương thể hiện sự nhanh nhạy và tránh né tài năng của anh. Hai người dường như hai chiếc xe đua mèo và chuột, vồ vập vào nhau không ngừng. Đủ rồi, đừng có làm trò trẻ con nữa. Giang Nam Hàn không kiềm chế được mình và quyết định nói. Anh cảm thấy như có một điều gì đó không may mắn đang đến gần trong tâm trí mình. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là phải nhanh chóng thu thập thông tin và xác định địa điểm mà Tạ Hàn đang bắt giữ Hoắc Hiểu Quyên và Tạ Ân. Lorian, đã tra ra được vị trí của bọn họ chưa? Giang Nam Hàn hỏi người bí ẩn kia. Anh ta lập tức cung kính cúi đầu chào vị chủ nhân của mình, nhân tiện còn bỏ xuống chiếc khăn che gần hết khuôn mặt kia. Ánh mắt của Lorian rất sáng nhưng cũng mang sát khí rất cao. Thiếu gia, chào mừng anh quay về. Lorian vui mừng nhìn Giang Nam Hàn, thái độ có chút xúc động, nhưng nhớ tới nhiệm vụ được giao, anh ta mới trả lời. Đã tra được rồi. Phía tây trong một khu nhà hoang. Ừ, chuẩn bị hành động đi. Đừng đánh động đến lão già. Giang Nam Hàn gật đầu, sau đó phất tay cho Lorian lui xuống, nhưng anh ta vẫn khá ngập ngừng. Thiếu gia, tên Patrick này có cần tôi xử hắn không? Lorian khó chịu nước mắt nhìn sang Nhiếp Đình Vãn, mà cái người kia cũng không chịu thua, muốn phân rõ thắng bại với người kia. Xử tôi cái gì? Vợ tôi cũng nằm trong tay bọn Tạ Hàn. Người như cậu mà cũng có vợ? Điên rồi. Lorian giễu cợt đến tận cùng. Người như Patrick cũng có vợ mà chủ nhân thì chưa. Ngộ nghĩnh thật. Từ nhiều năm về trước, Lorian chỉ là một đứa trẻ mồ côi sinh sống ngoài đường lớn, thường xuyên bị bắt nạt và chia bè phái với các bạn đồng trang lứa khác. Nhưng vì một việc không ngờ, Lorian đã được đem về. Sau này dưới trướng của Giang Nam Hàn, Lorian được luyện tập, rèn giũa thành một sát thủ khét tiếng ở Ý. Anh ta cũng không ngần ngại gọi người đã cưu mang mình hai tiếng chủ nhân. Về sau, Giang Nam Hàn quyết định quay về thành phố Đông Từ, chỉ còn Lorian cùng những anh em khác ở lại Ý. Cũng không ít lần anh ta cùng với Nhiếp Đình Vãn đụng độ với nhau, vì vậy hai người hoàn toàn không thích gì nhau. Đủ rồi, đừng có làm trò trẻ con nữa. Giang Nam Hàn chán nản nói, sau đó xoay người rời đi. Trực giác của anh luôn đúng trong nhiều trường hợp. Chưa giải cứu hai người bọn họ xong thì đã có cảm giác bất an trong lòng, khiến cho anh cảm giác lo lắng. Giang Nam Hàn mặc áo bành tô đi giữa, thân hình to lớn, vạm vỡ, ẩn sâu dưới lớp tây trang. Đi bên cạnh là Lorian và Nhiếp Đình Vãn, một người mang nét thiếu gia phong lưu và đẳng cấp, trong khi người kia lại là một sát thủ khét tiếng. Ba người cùng nhau đi bộ quãng đường dài. Ánh đèn của mặt trời buông xuống, tạo ra những bóng đổ dài và cuốn hút. Nhưng gió mạnh thổi từ phía đông làm mái tóc, trang phục của Giang Nam Hàn và những người đồng hành của anh bay phấp phới, tạo thêm sự cuốn hút và bí ẩn vào bức tranh cảnh quan u ám.
Nhưng trong bóng tối ẩn sau sự yên tĩnh, có sự căng thẳng đang dâng lên như một trận bão dữ dội đang tới gần. Giang Nam Hàn và những người đồng hành của anh cảm thấy rằng họ đang bước vào một cuộc đối đầu chết chóc, nơi chỉ có người mạnh mới có thể sống sót. Vì người mà bọn họ đối đầu chính là mafia Ý, nơi chỉ có đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn, thậm chí là sự sống. Đêm tối, Giang Nam Hàn quyết định tấn công vào lúc này. Đây cũng là lúc dễ hành động nhất, vì có thể bọn chúng sẽ mất cảnh giác. Theo như Nhiếp Đình Vãn, bọn chúng hai ngày hôm nay từ Ý về Đông Từ. Sau khi bắt cóc được hai cô gái thì tiếp tục quay về Ý thêm lần nữa, vì địa điểm mấu chốt của bọn chúng là ở đây. Bọn chúng có vẻ đã thấm mệt vì liên tiếp di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Lợi dụng bọn chúng thấm mệt thì có thể thích hợp để tấn công. Vốn dĩ Tạ Hàn sẽ đánh động vào cha của Tạ Ân, ông Tạ, để tranh giành quyền lực, buộc ông ấy phải kê khai và giao hết tài sản của mình cho hắn ta. Nhưng điều này có vẻ là bất khả kháng. Hơn thế nữa, hắn ta cũng không ngờ đến Nhiếp Đình Vãn đã chặn mọi phương thức trước đó. Anh ấy muốn một mình giải quyết việc này, không ngờ vợ của Giang Nam Hàn lại bị dính vào. Bầu trời đêm rộng lớn, ánh sao sáng lấp lánh giữa những đám mây mịt mù. Ánh trăng lấp lánh trên bầu trời tạo nên những bóng đổ dài trên mặt đất, giúp họ dễ dàng di chuyển âm thầm trong bóng tối mà không cần dùng đến đèn pin, ít gây sự chú ý đến bên trong. Giang Nam Hàn đã tổ chức lực lượng của mình một cách thông minh và chi tiết. Anh đã đặt các thành viên ở các vị trí chiến lược quan trọng xung quanh ngôi nhà hoang, những nơi chủ chốt được đặt bom vào đó, đảm bảo rằng không có con đường nào cho kẻ thù thoát ra ngoài hoặc có thể tấn công họ từ phía sau hay chạy thoát. Mọi người đã được trang bị vũ khí và thiết bị đầy đủ, sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Ngôi nhà hoang bên trong âm u lạnh lẽo, dễ khiến cho người khác rùng mình. Bên ngoài thì vách tường mục nát, tưởng chừng như sắp sụp đổ. Giang Nam Hàn đánh giá tình hình. Nếu anh phán đoán không sai, thì Tạ Hàn cố tình chọn địa điểm này chính là vì nếu như có việc bất thành, tất cả sẽ chôn vùi tại nơi đây. Lorian với kinh nghiệm đầy mình sẽ vào đầu tiên thông qua cửa sau của khu nhà hoang. Giang Nam Hàn sẽ đi vòng qua bên hông. Về phần Nhiếp Đình Vãn, anh ta sẽ quang minh chính đại vào cửa trước để đánh lạc hướng bọn chúng. Bức tranh rùng rợn của một sự trả thù đầy máu chảy hiện ra khi họ tiến vào. Hoắc Hiểu Khuyên đầy vết thương rỉ máu, sự thống khổ trên khuôn mặt khiến trái tim của Giang Nam Hàn đau nhói. Tuy nhiên bức tranh đau lòng hơn nữa là cảnh tượng Tạ Ân, người bị bọn người của Tạ Hàn hành hạ nhiều hơn. Cô ấy bị sấp ngược lại, treo lơ lửng giữa trần nhà với chiếc dây thừng lỏng lẻo. Chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến sợi dây rơi xuống. Cả người Tạ Ân đầy vết thương từ nhỏ đến lớn, vừa mất máu. Máu dồn xuống một chỗ như vậy rất nguy hiểm. Ai cũng biết, Tạ Ân đang chịu sự đau đớn không thể tả, cơ thể yếu ớt do hàng giờ bị treo ngược. Ánh đèn len lói từ một góc phòng lộ ra ánh sáng nhạt nhòa, tăng thêm vẻ đáng sợ của cảnh tượng này. Mối thù giữa Tạ Hàn và Tạ Ân ngay từ đầu sẽ chẳng có gì nếu như người mà cô ấy gọi hai tiếng anh hai không làm tất cả vì tiền và quyền lực. Hắn ta cố gắng đối đầu bằng được với cô ấy, dù cho Tạ Hàn biết rõ hắn không phải là con ruột của ông ta. Ta thực sự muốn chơi con khốn này quá, không chịu được rồi. Một trong số bọn chúng cất lời, tỏ vẻ muốn năn nỉ Tạ Hàn cho đụng chạm vào Tạ Ân. Mẹ mày khôn vậy, tao cũng muốn. Cứ nhìn là mà xem, chảy nước miếng. Bọn chúng cứ nói qua nói lại liên tục rồi đồng loạt cười lên. Còn con kia thì sao? Không ai chơi thì tao chơi đó. Giang Nam Hàn nghe rõ bọn chúng muốn đụng chạm đến Hoắc Hiểu Quyên. Máu trong người anh dâng cao, thằng cẩu đó chắn sống rồi. Mẹ, là đứa nào thế? Mau đi gọi Tạ Hàn lại đây. Lúc này, Nhiếp Đình Vãn đã vào đến bên trong. Anh ấy cố tình gây ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tạ Hàn đâu? Không đợi tao sao? Nhiếp Đình Vãn nhìn thấy Tạ Ân, trong lòng rất chua xót, nhưng vẫn chưa thể nào cứu cô một cách nhanh chóng được. Patrick, lại là mày. Nghe thấy có người nhắc mình, Tạ Hàn từ bóng tối bước ra. Trên người hắn ta cũng có vô số những vết thương lớn nhỏ khác nhau, chứng tỏ cũng vừa trải qua điều gì đó. Nhưng khí thế của hắn ta thì vẫn còn hừng hực. Tạ Hàn cầm trên tay cây súng, chĩa thẳng vào người của Nhiếp Đình Vãn. Mày thất vọng cái gì?
Không phải đợi tao thì ai vào đây? Lời vừa dứt, Tạ Hàn đã bóp cò liên tục 3 lần hòng nhắm vào Đình Vãn, nhưng bất thành. Anh ta thân là mafia, dù cho không lớn mạnh như nhiều người nhưng cũng đủ để xài. Huống hồ gì Tạ Hàn chỉ là con tép diêu nhỏ xíu. Tạ Minh đâu? Kêu ông ta dập đầu quỳ lại tao. Tạ Hàn hung hăng nói, nhưng đáp lại hắn ta chỉ có nụ cười chế giễu của Nhiếp Đình Vãn. Anh ta nói, mày đợi cái gì? Cha vợ tao còn đang đi du lịch. Tụi mày, chuyện này nghĩa là như thế nào? Nghe như vậy, hắn ta có chút hoảng hốt, liền quay sang hỏi đàn em của mình. Mục tiêu hắn ta nhắm đến ngay từ đầu vẫn là Tạ Minh, cha của Tạ Ân. Bọn người kia cũng không hiểu, thành thật đáp lại, bọn em đã gửi thư nặc danh, thậm chí còn vào tận nhà để uy hiếp bọn người trong đó. Không thể nào mà ông ta không biết được, trừ khi những người kia không phải người làm thực sự của ông ấy. Nhiếp Đình Vãn, mày dám chơi khăm tao? Trong bóng tối, giọng nói của Tạ Hàn như vọng từ dưới âm phủ lên vậy, vừa trầm vừa lạnh lẽo. Con người hắn ta cũng lăn lộn trong mafia vài năm, không gì là không dám làm cả. Khăm mày? Khăm mày cái gì? Đi thăm mồ mày thì nghe còn có lý hơn đấy. Nhiếp Đình Vãn nhún vai rồi cười nói vui vẻ với Tạ Hàn, tranh thủ kéo dài thời gian cho mọi người. Trong lúc hai người bọn họ còn đang tranh cãi, Giang Nam Hàn đã vào tới bên trong chỗ của Hoắc Hiểu Quyên bị giam giữ. Bọn chúng trói chặt cô trên một chiếc ghế, từ đó dùng những cây roi và những thanh gỗ lớn liên tục tra tấn vào người của Hoắc Hiểu Quyên. Hiện vật bên cạnh chứng minh cho điều đó. Nhìn thấy cả cơ thể cô yếu ớt, máu thì liên tục rỉ xuống nền đất lạnh lẽo, nơi đây ẩm thấp vô cùng. Trái tim của Giang Nam Hàn co thắt lại. Anh chưa từng nghĩ đến hay mong muốn cô sẽ bị như thế này. May mắn là con mồi bọn chúng nhắm đến không phải là Hoắc Hiểu Quyên, nên đa phần không ai canh giữ ở đây. Lợi dụng điều này, Giang Nam Hàn quyết định sẽ vào bên trong cởi trói cho cô. Anh nhẹ nhàng tiến tới bịt miệng rồi lay cho Hoắc Hiểu Quyên tỉnh dậy. Đừng la lớn. Anh đây, vợ đợi một chút. Vì tưởng mình bị xâm hại, cô định hét lớn lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai mà cứ ngỡ đây là mơ. Sau khi cởi trói xong, Hoắc Hiểu Quyên ôm chầm lấy Giang Nam Hàn như một vị cứu tinh. Anh như ánh sáng soi đường cho cô. Giang Nam Hàn liên tục vỗ về, vuốt lưng cho cô vợ nhỏ của mình bình tĩnh lại. Anh lau đi nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ của cô, nhẹ nhàng nói, ngoan, không khóc, đừng nói gì cả, anh đưa em ra khỏi đây. Vì chân cô bị đánh khá đau nên không thể di chuyển được, vì vậy anh phải cõng cô trên lưng. Hai người trong im lặng rời khỏi chỗ này, trở lại không gian cho Nhiếp Đình Vãn và Lorian. Hoắc Hiểu Quyên vòng tay ôm chặt lấy cổ của Giang Nam Hàn. Người đàn ông luôn cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Sau khi thành công đưa Hoắc Hiểu Quyên ra khỏi xe, Giang Nam Hàn dặn dò cô một vài thứ, sau đó thì cũng xoay người vào trong, nhưng cô lại níu chặt tay anh lại. Đôi mắt cô rưng rưng nhìn anh, nghẹn ngào nói, đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân, nhớ chưa? Thiếu tướng Giang, đây là mệnh lệnh của vợ anh. Ừ, anh nhớ rồi. Giang Nam Hàn nhìn vợ mình trìu mến, không biết vì đâu mà anh như được tiếp thêm sức mạnh. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô rồi đi vào bên trong. Mà lúc này ở bên trong, đàn em đã phát hiện ra người phụ nữ đi cùng với Tạ Ân đã biến mất một cách bất ngờ. Hắn ta nhanh chóng ra báo cho Tạ Hàn biết. Nghe được tin này, Tạ Hàn điên cuồng gào thét, chửi mắng bọn chúng thậm tệ. Nếu con nhỏ kia trốn thoát được thì chắc chắn Nhiếp Đình Vãn đã có viện trợ. Con cẩu này, mày mau kêu Tạ Minh đến đây. Lúc này, Tạ Hàn chỉ quan trọng hắn ta có lấy được số tài sản kích xù của cha nuôi hay không mà thôi. Còn những thứ khác hắn ta không quan tâm. Nhưng nếu trận cờ này được lật bài thì hắn ta coi như cũng hết đường lui. Tao nói rồi, hôm nay và tại đây chỉ có một mình tao đối đầu với mày. Nhiếp Đình Vãn vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Anh ấy muốn làm cho Tạ Hàn tức đến chết, vì tức mà phải lật tẩy ra những con bài cuối cùng của hắn ta. Patrick, mày đừng quên rằng... Tạ Hàn nói vài câu xong lại dừng, xoay người chỉ tay lên phía trần nhà. Tạ Ân được treo lơ lửng ở trên đó, hắn ta nói tiếp, con vợ nhỏ của mày vẫn còn nằm ở trong tay tao. Mà lúc này, Tạ Ân cũng đã tỉnh sau nhiều tiếng liền ngất đi. Dù cho cơ thể của cô cảm thấy rất khó chịu,
máu gần như dồn hết lên đến đỉnh đầu, khiến cả người cô tựa như trên mây, đau đến muốn chết đi. Tạ Ân nhìn thấy Nhiếp Đình Vãn, trong lòng cũng yên tâm được phần nào, nhưng cô cũng cố gắng gượng người nói. Tạ Hàn, mày câm miệng đi. Tạ Hàn nghe thấy giọng nói của Tạ Ân, trong lòng không giữ được bình tĩnh. Hắn ta quay sang nạt em gái nuôi của mình, nhưng cô gái ấy vẫn kiên cường không chịu thua. Tạ Hàn, đủ rồi. Em không tranh giành với anh. Em hoàn toàn không muốn. Cha rất thương anh. Anh đừng như vậy nữa. Tạ Ân hiểu rõ anh trai của mình, người ham mê vật chất, bao nhiêu năm trời, dù không ruột thịt, nhưng bọn họ đã sống chung với nhau từng đấy năm. Làm sao mà Tạ Ân không thương anh trai của mình được? Tạ Minh không thương tao. Nếu như thương tao, thì ông ấy đã cho tao những gì tao muốn rồi. Tạ Hàn như hóa thú, điên cuồng gào thét, đối chất với em gái của mình. Tạ Hàn, xem như em xin anh đấy. Tạ Ân khóc lớn, nhịn không được những nỗi uất ức trong lòng mình mà tuôn ra theo hai dòng lệ nóng hổi bên má. Nhiếp Đình Vãn nhìn thấy Tạ Ân khóc lóc thì trong lòng chua xót, nên muốn nhanh chóng cứu cô xuống. Nếu cứ để cô lơ lửng như vậy thì không tốt, rất nguy hiểm. A Trích, mày thấy nó khóc chưa? Mày còn không động lòng mà gọi Tạ Minh đến đây. Tạ Hàn một mực ngoan cố vẫn muốn gọi cha nuôi của mình, chỉ có ông ấy mới đành lòng đưa hết tài sản ra cho hắn ma mà thôi. Nhưng điều mà Patrick không nghĩ đến chính là đồng bọn của hắn ở phía sau đã âm thầm bị giết chết gần hết rồi, không một tiếng la hét, cũng không một tiếng kêu van. Tiếp theo đó, Giang Nam Hàn cùng Lorian bước ra đã khiến cho Tạ Hàn hoảng hốt. Hayden, Tạ Hàn lắp bắp nói, hắn ta dường như không tin vào mắt mình. Giang Nam Hàn kinh ngạc nhìn Tạ Hàn, lạnh nhạt nói. Ồ, anh cũng biết tôi à? Vinh hạnh quá. Mẹ, chúng mày tính kế tao. Tạ Hàn nắm chặt lấy cây súng, lùi về phía sau sợi dây thừng treo Tạ Ân. Hắn ta chĩa súng vào từng người trước mặt ba người bọn họ. Ở cái nước Ý này, Lorian không bao giờ khuất phục ai, ngoại trừ chủ nhân của hắn. Hayden, cũng không có ai giết người không một tiếng động như mày cả. Tuyệt thật đấy. Anh hai, về nhà thôi. Tạ Ân cảm thấy cơ thể mình như dã rời, một chút cũng không muốn cố gắng nữa. Nhưng vì người anh trai bao nhiêu năm qua của mình, cô ấy vẫn phải cố gắng. Tạ Hàn ngước nhìn em gái của mình, nghẹn ngào nói. Tiểu Ân, ta đã không còn đường nào hối cãi nữa rồi. Hayden, tao biết rõ ai là người giết cha mẹ mày. Tạ Hàn còn chưa nói xong, một quả bom khác đột nhiên phát nổ khiến cho mặt đất rung chuyển. Căn nhà hoang này vốn dĩ đã mục nát, giờ còn phải chịu thêm một trận bom như vậy nữa. Cả căn nhà bắt đầu rã dần xuống, từng viên gạch bị bung ra do sức nổ của bom, sau đó tất cả bị bao trùm trong biển lửa. Tạ Hàn chính là người đứng gần quả bom nhất, vì vậy chịu ảnh hưởng không ít. Hắn ta cố gắng bóp cò, khiến cho sợi dây thừng đứt ra. Điều cuối cùng mà hắn có thể làm cho Tạ Ân, đó chính là giúp cô thoát khỏi nơi này. Anh hai, anh hai, anh đừng có chuyện gì. Tạ Ân nắm chặt tay của Tạ Hàn, nắm chặt không buông, nhưng trần nhà gần như đã muốn sụp xuống. Vì vậy Nhiếp Đình Vãn không còn cách nào khác ngoài việc cứu cô ấy ra trước. Tạ Ân, đi thôi em. Nhiếp Đình Vãn xốc người cô ấy lên, sau đó trực tiếp vác Tạ Ân ra ngoài. Trước khi căn nhà hoàn toàn sụp đổ xuống, Giang Nam Hàn cùng Lorian đã cố gắng cứu Tạ Hàn ra. Giang Nam Hàn muốn biết câu nói của Tạ Hàn còn có ý gì khác. Những quả bom mà Giang Nam Hàn bố trí sẵn trước đó rõ ràng không hề có một ai bấm nút. Vậy quả bom phát nổ ở đâu ra? Nó còn vừa vặn quăng vào vị trí của Tạ Hàn, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Vì quả bom đó phát nổ, kéo theo nhiều quả bom xung quanh cũng phát nổ hàng loạt, tạo ra một trận liên hoàn. Chỉ trong phút chốc, cả tòa nhà đó đều sụp xuống và chìm trong biển lửa. Chiếc xe mà Hoắc Hiểu Quyên ngồi cũng chịu không ít sự va đập khi vụ nổ xảy ra. Cô ấy cũng trở tay không kịp nên ngất xỉu ngay trong xe. May mắn là cứu viện mà Giang Nam Hàn dặn dò đã đến kịp. Cuối cùng tất cả mọi người đều được cứu ra, nhưng ai cũng nguy kịch, nhất là Tạ Hàn. Trời tờ mờ sáng, lần lượt những chiếc xe màu đen dừng trước một bệnh viện tư ở Ý.
Y bác sĩ đã chờ sẵn ở đó vì được báo trước. Việc sơ cứu nhanh chóng được diễn ra. Ba người mỗi người một phòng. Giang Nam Hàn phờ phạc ngồi trước phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi tin tức của Hoắc Hiểu Quyên. Trước đó là do anh quá sơ suất mới không ngờ đến việc Tạ Hàn bị tập kích. Những phút giây căng thẳng trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ ra thông báo tình hình của Hoắc Hiểu Quyên và Tạ Ân. Bệnh nhân Hoắc Hiểu Quyên bị dư chấn tâm lý sau vụ nổ bom. Tâm lý của cô ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên mới bị ngất xỉu. Những vết thương ngoài da của cô ấy hoàn toàn không đáng kể và sẽ lành dần. Còn cô gái còn lại, Tạ Ân thì tình hình rất nghiêm trọng. Gần như cô ấy đã bị sốc ngược quá lâu. Máu đã dồn về não và có nhiều vết thương sâu do bị roi đánh. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống cô ấy, nhưng tình hình vẫn còn rất nguy kịch. Bác sĩ giải thích rất cặn kẽ về tình hình của cả hai, yêu cầu người nhà phải đứng ra ký tên phẫu thuật và Giang Nam Hàn sẽ là người đại diện. Giang Nam Hàn ngồi trước phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi tin tức về Hoắc Hiểu Quyên. Anh đặt tay lên trái tim, cảm thấy nó đập nhanh vì lo sợ. Anh đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra và cách để bảo vệ những người anh yêu. Nhận được tin cô vợ nhỏ của mình không sao thì tảng đá trong lòng anh mới nhẹ xuống, nhưng lại lo lắng cho Tạ Ân. Đến lúc này gần như không thể giấu ông Tạ được nữa. Nếu như anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào thì xin hãy nói với chúng tôi. Bác sĩ nói với Giang Nam Hàn, cố gắng đem an ủi vào những sự lo lắng của anh mà trấn an. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu sống họ. Cảm ơn bác sĩ. Giang Nam Hàn chỉ cười nhẹ nói, không có sự mỉa mai. Anh nghiêng đầu xuống, ngắm bàn tay của đỏ phồng lên vì bỏng của mình. Lorian, cậu đi tìm hiểu đi. Người đứng sau cái chết của cha mẹ tôi và vụ tấn công Tạ Hàn ngày hôm nay, cả hai đều là một. Giang Nam Hàn giao nhiệm vụ cho Lorian. Anh không tin những sự kiện này là trùng hợp và cảm thấy có một thế lực đen tối đang hoạt động và nhắm vào anh. Tạ Hàn thật ra chỉ là một con rối không hơn cũng không kém, mục đích để giật dây cho mối quan hệ rối rắm của bọn họ. Trong khi Giang Nam Hàn đang chờ đợi tin tức về Tạ Ân, Lorian nán lại phòng phẫu thuật bên cạnh của Tạ Hàn, người đang trong tình trạng nguy kịch hơn cả Tạ Ân. Nhiếp Đình Vãn cũng đang tập trung vào việc này. Dưới ánh đèn sáng le lói, Giang Nam Hàn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn trong lòng. Anh biết rằng họ đang đối mặt với một mối nguy ngập tràn, và anh quyết tâm phải tìm ra thủ phạm đứng sau mọi sự kiện này, bất kể giá nào. Thiếu gia, tay anh bị bỏng rồi, tôi sẽ nhờ y tá đến. Trong lúc cố gắng cứu Tạ Hàn ra khỏi đám cháy lớn kia, Lorian không may đứng ngay chỗ một thanh gỗ rớt xuống. Là Giang Nam Hàn đã đỡ cho anh ấy nhiều lần rồi, lần nào cũng là anh ấy cứu anh một mạng. Nói xong, Lorian nhanh chóng chạy đi tìm y tá. Vì Giang Nam Hàn nhất quyết muốn ngồi đó, nên bọn họ cũng đem đồ nghề đến tận bên ngoài để sơ cứu giúp anh. Y tá là một cô gái trẻ, có vẻ là thực tập. Cô ấy ngay từ lần đầu gặp đã bị thu hút bởi Giang Nam Hàn, nét đẹp phong trần và va vấp bụi đời. Vì vậy, khi đang ngồi xuống sơ cứu cho anh, cô ta đã cố ý ngồi thấp xuống, cho cổ áo của mình trễ xuống bên dưới. Hành động cũng chậm chạp hơn vì muốn nhận được sự chú ý của anh. Mẹ, cô muốn đi chào ông bà sớm à? Ngược lại với sự mong đợi của cô gái kia, Giang Nam Hàn nhận ra được ý đồ của cô ấy. Vì vậy một cước đá thẳng vào người cô ta ra. Nhưng cô gái kia giống như bị bỏ bùa, còn bò dạp lại, nhỏ nhẹ nói. Anh ơi, anh đừng tức giận ạ. À, kéo cô ta đi. Nhiếp Đình Vãn ra lệnh cho hai người vệ sĩ đứng bên mình. Nhìn cảnh tượng này, anh ta cũng ngứa mắt nữa. Nói gì đến Giang Nam Hàn, người ta còn đang đợi xem tình hình của vợ mình như thế nào mà ở đó lại quyến rũ. Đúng là điên rồi.